Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 21. Hai ta vợ chồng, cần gì khách khí thế? Hai người vào tân phòng phồn chỉ viện, Thúc Thần Huy cười lễ phục, thay xong y phục tìm đến trước mặt Khương Hàm Nguyên. Hôm nay ta nghỉ phép, cũng là ngày đầu nàng vào vương phủ ta, có muốn ta tiếp nàng không? ta đưa nàng đi, chỉ nơi chỗ này kia tí cho nàng biết đường. Y mang nụ cười trên mặt mời. Đa tạ, không cần. Cô cử tuyệt, hẳn y có đoán trước, hoặc do câu nói ban nãy, thật ra chẳng qua cũng chỉ là ngòi nổ thôi. Y gật đầu. Cũng được, vậy nàng tùy ý nhé, ta không quấy nhiễu nàng. Ban ngày ta ở chiêu cách đường, nếu nàng có việc, luôn có thể sai người đến gọi. Khương Hàm Nguyên nói. Ta chẳng có việc gì trong phủ, chi bằng ra ngoài có chút chuyện riêng muốn làm ngài cho mượn người chỉ đường giúp ta là được thúc thần huy cũng không hỏi nhiều quay lại gọi trương bảo dặn dò vương phi muốn xuất phủ cậu dẫn đường cho vương phi bảo vương nhân cùng đi trương bảo lập tức khom người thưa vâng thúc thần huy nhìn khương hàm nguyên nhẹ gật đầu bảo đi sớm về sớm nói xong quay người liền đi bước vài bước lại nghĩ tới chuyện gì dừng bước nói đúng rồi mấy ngày tới nàng sẽ phải nhận không ít lời mời dự tiệc tùng bái kiến, nếu nàng không tính kết sao, ta bảo người phiên dịch trong phủ xử lý, hồi đáp thay nàng. Thúc thần huy nói xong, tự lo đi phần mình, khương hàm, nguyên thay thường phục, đội nón lá, mang theo mấy món. trương bảo theo cô, đóng vai gã sai vặt bình thường, thống lĩnh hộ vệ vương phủ vương nhân dẫn theo hai thủ xã lanh lẹ, xa xa đi theo sau, dẫn ngựa trang phục nhẹ, ra từ cửa hung vương phủ, vào phố thị trường An. Vương phi, nô tỳ từ nhỏ lớn lên ở Trường An, không phải nô tỳ nói ngoa, bất kể là đường lớn hẻm nhỏ, chỉ cần vương phi nói tên, nô tỳ đảm bảo có thể đưa ngài đến trong ngoài thành Bắc, từ đường thừa tướng, miếu hòa thần; trong ngoài thành Đông, sông Long thủ Hà, phố đèn lồng; trong ngoài thành Nam, miếu quan đế, ao kim ngư; thành Tây thì có miếu thành hoàng với núi bách hoa, tất cả đều là chỗ chơi vui. Nếu không biết tên cũng chẳng sao, vương phi cứ nói quanh đấy có chỗ nào nô tỳ cũng có thể tìm cho ngà. Vừa ra ngoài, Trương Bảo liền bô bô nói một chàng, dáng vẻ nhìn có phần rất vui. Đúng là cậu đang rất vui sướng. Thật ra mà nói, trên đỉnh đầu có cấp trên như lão thái giám lý tường xuân mày nhíu có thể kẹp chết con muỗi, cậu có thể nhanh chân đi khắp bốn phía hoàng thành ấy hoàn toàn là nhờ phúc thiếu đế hiện giờ. Lúc trước thiếu đế thường xuất cung đến vương phủ, đến vương phủ rồi chạy ra ngoài, Trương bảo theo hầu, cứ thế, đi theo gần như một lượt toàn bộ xó xỉnh thành Trường An. Mấy năm nay thiếu đế bị cực kỳ câu thúc, cậu cũng không có nhiều cơ hội ra ngoài như trước. Chẳng ngờ nữ tướng quân vừa đến, ngày thứ hai sau cưới, không ở trong vương phủ bầu bạn nhiếp chính vương, trực tiếp ra ngoài, dắt theo mình có thể ra hóng gió, tốt đẹp đến vô cùng. Ấn tượng của Khương Hàm Nguyên với cậu tiểu thái dám lại tốt, đưa ra một tờ giấy. Trên giấy liệt kê tầm 10 địa chỉ đều là địa chỉ nhà của quân sĩ trong thanh mục doanh đến từ Trường An hay Lân Cận. Giờ vào kinh, cô tiện thể giúp mấy binh lính gửi thư nhà hoặc tiền để dành trong quân doanh. Trương Bảo đi theo hầu thúc Thận Huy, lúc là An Nhạc Vương thúc Thận Huy ngày ngày đọc sách, lâu ngày, cậu cũng có thể nhận biết mấy chữ, liếc qua, bảo không thành vấn đề. Khương Hàm Nguyên đi trước tiên chính là Dương gia của Dương Hổ. Tổ tiên của Dương Hổ là quận công, cha của cậu trước kia phạm tội, chết bệnh trong mục sau tuy được chứng thực là bị thuộc hạ lén bố trí, song vì tội thiếu giám sát, tước đi tam đẳng, ra đạo suy tàn. Dương Hổ xếp thứ bảy trong các anh em tông tộc, có thể thấy dòng họ ngày xưa lớn mạnh, xảy ra chuyện xong, họ hàng qua lại ngày càng thưa thớt, hiện giờ trong nhà còn vợ chồng một người anh trưởng, làm một chức quan nhỏ ở Kinh Thành, nỗ lực chống đỡ môn hộ. Khương Hàm Nguyên đến nhà chưa báo thân phận, chỉ nói mình là người ở gần Tây Hình Nhạn Môn, vì ngày thường qua lại với người trong quân doanh, quen biết Dương Hổ, Hiện giờ vừa lúc có việc ở Trường An, bèn giúp Dương Hồ tiện thể gửi thư nhà, nếu họ có món gì cần mang về cũng có thể giao cho cô. Từ sau khi Dương Hồ tòng quân, nhiều năm chưa từng về nhà, anh Trường nghe hỏi kinh ngạc vui mừng, nhận thư xong liên tục cảm tạ, thấy cô là phận gái, bèn gọi mẹ vợ và cô con gái một dưới gối ra. Người một nhà rất cảm tạ cô, Dương mẫu hỏi thăm tình hình Dương Hồ trong quân, Khương Hàm Nguyên không sợ bị làm phiền, kể từng việc một, nói cậu tác chiến anh dũng nhiều lần lập công cực khổ, nghe xong Dương Mẫu vừa chua xót vừa mừng rỡ, vừa cười, vừa cúi đầu chậm khóe mắt. Lúc Khương Hàm Nguyên kể, cô để ý đứa cháu gái còn nhỏ của Dương Hồ vẫn nấp sau lưng mẹ vụng trộm nhìn mình. Ngồi một lát, nói xong, cô bảo có việc phải đi, Dương ra cật lực phần cơm, cô từ tả, đứng dậy trước, mỉm cười với cô bé, vẫy tay. Mắt cô bé sáng lên, xong vẫn có chút ngượng ngùng, giấu hai tay sau lưng không dám tiến lên Khương Hàm Nguyên liền đi tới trước mặt em. Ta đoán thử nhé, tên em, có phải là quả? Cô bé kinh ngạc, quên cả ngượng ngùng. Sao chị lại biết em tên quả? Khương Hàm Nguyên nói. Là chú hổ của em kể cho ta. Cậu ấy từng đề cập, trong nhà có cô cháu gái tên quả, lúc cậu ấy rời Trường An, bé quả mới 3-4 tuổi, bây giờ nhoáng một cái đã nhiều năm, e đã thành đại cô nương, sẽ quên người chú là cậu ấy. Quả vội vàng lắc đầu. Không đâu, nhờ chị truyền lời đến chú, cha mẹ thường nhắc đến chú, em luôn nhớ người. Khương Hàm Nguyên moi một túi bánh kẹo lúc đi nhớ tới mới mua tiệm gia hào trên đường. Đây là tiền chú hổ nhờ ta, cố ý dặn ta mua chuyển cho em. Cô bé đầy ngạc nhiên vui mừng, xong lại không dám nhận, quay lại nhìn cha mẹ. Mẹ cô bé còn kinh ngạc hơn cả quả, không ngờ chú út luôn cầu thả, xa nhà nhiều năm, vẫn không quên nhờ người mua quà vặt cho quả, tin là thật, liền cười bảo con tiếp lấy, lại tạ ơn Khương Hàm Nguyên, cảm phiền cô rồi. Khương Hàm Nguyên liền cáo từ đi, bé quả theo người lớn đưa cô một đoạn, sắp đến cổng, Khương Hàm Nguyên thấy cô bé muốn nói lại thôi, liền cười hỏi. Quả lấy dũng khí. Chị ơi, chị từ bên ấy đến, vậy chị từng gặp mặt trường ninh nữ tướng quân chưa ạ? À? Ngày ấy có phải nữ thần tiên trên trời hạ phàm không? Hôm qua em nghe người ta nói, nữ tướng quân lấy nhiếp chính vương, trong thành rất nhiều người đi xem em cũng muốn đi xem ngài ấy dáng vẻ ra sao nhưng có quá nhiều người mẹ sợ chen chúc không cho em đi đang nói chuyện đoàn người đã đến cổng khương hàm nguyên dừng lại nữ tướng quân cực kỳ bình thường nữ thần tiên hạ phàm thế nào được thế nhưng ngài ấy làm nữ tướng quân mà lá gan bé quả dần lớn không tin cô lắc đầu nói ấy là vì từ nhỏ cô ấy đã lập chí tòng quân về sau mỗi một ngày đều đang vì trí hướng của mình mà cố gắng thôi thế là có thể lợi hại giống như nữ tướng quân sao ạ à? cô bé vẫn bán tín bán nghi muốn trở thành người thế nào cứ cố gắng làm theo mục tiêu bất kể cuối cùng có thể đạt thành hay không thì cũng đã cách mục tiêu ngày càng gần cô suy nghĩ đoạn lại đáp cô bé ngửa mặt nhìn cô cái hiểu cái không mẹ bé kéo con ra sau cửa cười bảo thất lễ để khách chê cười Khương Hàm Nguyên cười nói không sao, đang định đi, chợt xương mẫu được một lão bộc nâng đỡ chạy ra, đưa một túi hầu bao, lẽ ra năm ngoái đã may hai bộ quần áo mùa đông và hai đôi giày, vì chẳng tìm được người tiện đường, giờ vẫn còn nằm trong tay, hỏi cô quay về có tiện, có thể hỗ trợ mang giúp y phục cho con không. Tiểu thư đã hỗ trợ đưa thư về, hầu lão thân làm nhàm hồi lâu, đến cơm cũng chưa ăn đã đi, vốn thật chẳng dám mở miệng. Chỉ là thất lang từ bé đã hao áo giày lão thân sợ nó ở bên kia mặc hỏng không có thứ thay giặt, đành phải mặc giày đánh một tiếng hỏi tiểu thư. Khương Hàm Nguyên không đợi Dương Mẫu nói xong đã đồng ý, đang tính qua nhận lấy, Trương Bảo đang chờ cạnh thềm buộc ngựa ngoài cửa trông mong nhìn quanh chợt thấy, nhanh chóng chạy tới, một tay đoạt mất, miệng nói. Nô tỳ nhận được rồi à, Vương Phi ngài không cần. Vừa dứt, chủ bộc một nhà Dương ra trong cửa ngoài cửa, Dương mắt nhìn sang. Người ngoài còn chưa kịp tỉnh thần, anh trưởng của Dương Hồ lại là người trốn quan trường, huống hồ lúc trước khi Dương gia còn chưa suy tàn, ít nhiều anh ta cũng đã gặp qua ít việc đời. Ban nãy luôn cảm thấy cô gái này ăn mặc đơn giản như trai ăn nói tự nhiên, đã không giống người bình thường, lại hết sức quen thuộc mọi việc quân doanh, lại liên tưởng đến đại hôn nhiếp chính vương hôm qua, trong lòng cất lo nghĩ, song tưởng tượng lại, nếu thật sự là nữ tướng quân, nay ngài đã là nhiếp chính vương phi cao quý, sao có thể tự thân đến nhà mình dòng dõi thế này đưa tin hỏi thăm, không sợ người khác làm phiền hầu mẹ mình chuyện trò hồi lâu, huống chi, mới là ngày vừa sau tân hôn. Cho nên suy nghĩ kia chợt lóe thôi. Anh ta tuyệt đối không thể ngờ, lại là thật, vội vàng mới bước đến gần cô, cúi người hành lễ. Vi thần bái kiến nhiếp chính Vương Phi, vừa rồi không biết là Vương Phi đích thân đến, có nhiều lạnh nhạt, Vương Phi thứ tội. Trên dưới một nhà dương ra sợ ngây người cũng kịp phản ứng, theo anh trai dương hổ, dối rít từ trong cửa ra chào mẹ Dương Hồ càng sợ hãi, nên mồm xin thứ lỗi, không dám sưng ngang hàng, xin Vương Phi để đồ lại, không dám cực khổ ngài hao tâm tổn trí. Khương Hàm Nguyên quét mắt qua Trương Bảo ôm túi đồ, Trương Bảo biết mình lỡ lời gây chuyện, rụt cổ và miệng mình. Khương Hàm Nguyên đi tới, đỡ Dương Mẫu từ dưới đất lên, lại bảo anh Trường và chị dâu Dương ra đứng dậy cả, nói. Dương Hồ là tiểu tướng đắc lực dưới trướng của ta, cậu ấy ra sức vì nước, ta cũng chỉ thuận đường, huống chi cũng tiện tay thôi, có gì không dám nhận. Các người cũng đã nhiều năm chưa từng tin tức qua lại, hẳn rất nhớ nhung cậu ấy, hôm nay ta không có chuyện làm, bèn ra ngoài. Lão phu nhân yên tâm ở nhà bảo dưỡng, đợi ngày kia, vừa bình yên, dương hổ lập công về nhà, lão phu nhân còn nợ cậu ấy một mối hôn nhân tốt đẹp. Cuối cùng tất cả trên xuống dưới nhà họ Dương đều thả lòng. Dương mẫu và gia đình anh trưởng Dương ra vui vẻ ra mặt, không ngừng khom người tạ ơn lại cung thỉnh cô vào ngồi. Hàng xóm thấy ngoài cổng dương ra có động tính, cũng rối rít ra xem đến cùng. Khương Hàm Nguyên từ chối khéo, thấy cô cháu nhỏ của Dương Hổ ngượng ngùng núp một mình sau cửa, chỉ lộ cái đầu, mở to cặp mắt đang nhìn mình, có phần đáng yêu, liền lại cười nhẹ với bé một tiếng, lập tức phóng lên ngựa, dục ngựa rời đi, bé quả như nhận được nụ cười của cô cổ vũ, bỗng chạy vội từ sau cửa ra, ngang qua những người lớn còn đang thi lễ tiễn đưa, trực tiếp chạy vội tới dưới ngựa cô, Ngựa lên nhìn cô trên lưng ngựa, cặp mắt sáng lấp lánh. Nữ tướng quân, thì ra chị chính là nữ tướng quân. Khương Hàm Nguyên ừ đáp, ngồi trên ngựa cúi đầu nhìn bé như hỏi đùa. Em không sợ ta sao? Không. Quả dùng sức lắc đầu. Em không sợ, nữ tướng quân cũng biết cười. Chị cười thật là dễ nhìn. Khương Hàm Nguyên sừng sốt. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nghe có người hình dung mình như thế, bật cười lắc đầu, cúi người xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của bé quả, trả cô bé lại cho mẹ đang thấy thế cúng quyết đuổi theo xin tội, dục ngựa đi. Bên này dương ra cung kính tiễn đưa xong, hàng xóm lại dò hỏi, biết được tường tận, kinh ngạc cực kỳ, hâm mộ bàn tán ẩm ý không đề cập tới nữa. Sau khi Khương Hàm Nguyên đi ra, Trương Bảo không dám tiếp tục chủ quan, dẫn cô thuận lợi tìm tiếp mấy hộ, giao thư nhà và tiền cho từng nơi, báo tin tình hình con trai trong quân của các mẹ, gặp nhà có gia cảnh nghèo túng quẫn bách liền tự mình thêm ít tiền, nếu đối phương muốn tiện thể gửi đồ, cũng nhận hết. Độ rộng lớn của Hoàng Thành Trường An, vượt khỏi tưởng tượng của Khương Hàm Nguyên, hối hả ngược xuôi bận rộn mãi lâu, đến khi trời muộn, cũng chỉ đi được năm sáu nhà, còn mấy hộ xa và ở ngoài thành, hôm nay không còn kịp mới gác lại mấy hôm tới. Đến khi cô trở lại vương phủ, trời đã tối hẳn, Thúc Thận Huy còn trễ hơn cô, vẫn còn ở bên chiêu cách đường. Trang Thị nói, Hoàng hôn nhiếp chính vương có sai người đến hỏi, biết cô chưa về, cũng không tới đây dùng cơm. Điện hạ còn nói, nếu vương phi về, báo ngay cho ngài biết. Bên ngoài lạnh, vương phi vào ủ ấm tay chân trước, dùng chút cơm canh, tôi sẽ gọi người đi mời điện hạ về. Trang thị lệnh thị nữ phục vụ cô, đang định tự đi, bị Khương Hàm Nguyên gọi lại, bảo không cần cố ý đi mời. Trang thị cười nói, vương phi đã về, há có thể không báo điện hạ biết. Khương Hàm Nguyên thật sự không muốn. Nếu y bị gọi về, lại phải cực y hao tâm tốn sức nghĩ cách ứng phó mình thế nào. Trong lòng y chắc hẳn cũng mệt mỏi, cô cũng chẳng muốn khó xử người khác, cũng làm chính mình không thoải mái. Cô biết Trang Thị Định không chịu nghe mình, bèn đổi giọng. "Như vậy làm phiền mama, sang báo điện hạ một tiếng, rằng hôm nay ta đi rất nhiều, người cũng mệt mỏi, nếu bên ấy điện hạ có việc, không cần đặc biệt quay về vì ta, ta cũng sẽ tự nghỉ sớm." trang thị dừng đoạn xong cũng rất nhanh đáp vâng lui ra quả nhiên thúc thận huy không về ngay khương hàm nguyên dùng cơm trang thị gọi thị nữ chuẩn bị xong nước nóng gội đầu thị nữ vốn định ở một bên hầu hạ bị cô từ chối tự tắm xong bước ra tóc ướt trên giường còn đặt một chiếc lồng hôn lồng hun giống một chiếc trống bên trong trống giống nốt than và hôn hương bên ngoài phủ một lớp màng mỏng sờ lên rất ấm vào ngày đông người có thể nằm lên sưởi ấm, cũng có thể dùng sông quần áo hoặc hong tóc. Trang thị giúp cô sấy khô tóc, để cô nằm tựa vào, lại kê nệm êm sau lưng cô, rồi ngồi quỳ sau lưng cô chải tóc cô đều lên lồng hôn, để sấy nhanh khô, giữ trong lòng bàn tay, dùng lược tê giác tỉ mỉ chải giúp cô, vừa trải vừa khen. Tóc vương phi thật sự đẹp, vừa đen, vừa dày, lại bóng mượt, còn hơi mát, sờ vào như tơ lụa giang nam quê thái phi, không biết bao nhiêu thiếu nữ ao ước xưa kia tôi theo Thái Phi vào cung, có mấy năm, con gái Trường An lưu hành búi tóc mẫu đơn một thời, tóc dày trải lên nhìn mới đẹp, như của Vương Phi vậy, không ít cung phi tóc mảnh lại mềm đành phải dùng tóc giả chêm vào. Tôi còn nhớ có hai phi tử còn nhỏ vì tranh một lọn tóc giả đẹp nhất, không ai nhường ai, cuối cùng còn ầm ý ra trước mặt Thái Phi nhờ bà phân xử, bây giờ nhớ lại vẫn buồn cười, thật đáng tiếc. Khương Hàm Nguyên vừa tắm rửa, đệm mềm mại kê dưới người, mùi thơm ngào ngạt, ấm áp, rất dễ buồn ngủ, trang thị còn nhẹ giọng thì thầm bên tai kể chuyện cụ trong cung, cô cũng chẳng hứng thú với mấy chuyện cung phi lục đục nhau, nghe như bị thôi miên, càng buồn ngủ. Trang thị tự nói rông dài mãi lâu, chẳng thấy trả lời, nhìn sang, nữ tướng quân đã khép mắt, không khỏi cười thầm, thấy tóc cô đã khô, bèn gọi thị nữ đi lên, nhẹ nhàng rút lồng hôn. Khương Hàm Nguyên giật mình, mở mắt, Trang thị cười để cô nghỉ ngơi, tắt nến, chỉ còn một chiếc chiếu sáng, rồi thả màn rời khỏi ngài cửa lại. Ánh đèn tối xuống, Khương Hàm Nguyên duỗi lưng, tóc tản ra, nhào vào gối mềm, nhắm mắt, ngủ thiếp đi rất nhanh. Thúc Thận Huy về phồn chỉ viện đã qua giờ tuất, hạ nhân trực đêm đều về phòng, viện lạc lớn yên ắng không người, chỉ có hàng đèn lồng trên hành lang treo vì đại hôn đêm qua sáng một hàng, ánh đỏ rực chiếu vào tuyết động lớp mỏng trên mái nhà đối diện. Y vốn tắm rửa bên tầm đường ở chiêu cách đường rồi mới về, không gọi ai, tự mình trực tiếp về tân phòng một người đi trên hành lang lúc sắp đến thấy cửa sổ lộ ra sắc nến phía trước bước chân vốn không nhanh càng thêm chậm đến nơi đầu tiên dừng một chặp trước cửa định đẩy cửa hơi trần trừ lại đưa tay nhẹ gõ hai lần gõ xong không nghe thấy đáp lại liền chậm rãi đẩy cửa ra xuyên qua gian ngoài đi vào phòng trong hơi ấm từ lò bỗng đập vào mặt người y vòng một vòng qua màn thả dừng bước trong phòng chỉ đốt một ngọn nến tỏa ra ánh ấm áp lặng lẽ màu quýt Mượn ánh sáng, Thúc Thận Huy nhìn thấy bóng cô nhắm mắt nằm trên gối trong, quả nhiên đã ngủ thiếp đi. Thúc Thận Huy đứng tại chỗ. Y xuất thân từ hoàng thất, là đứa con yêu quý của vua, thời niên thiếu hăng hái, trải qua lần lượt cầm tú phú quý nhân gian, bây giờ lại là nhiếp chính vương cao quý, dưới một người, trên vạn người. Hơn 20 năm trong đời y, chỉ cần y muốn thì y có thể tùy tâm sở dục, cho dù là tính kế quyết định cho triều đình, y cũng có thể xương trí tuệ vững vàng chưa từng thử qua thất bại, có thể nói độc chiếm đắc ý được trời cao hậu ái. Xong bây giờ, khi y bước vào cuộc hôn nhân y tính toán mọi cách mưu đồ được, lần đầu tiên trong đời y lại có một loại cảm giác bất định. Mọi cảm giác bất định này đều là đến từ nữ tướng quân Khương Gia, vợ mới cưới của y. Thật ra đêm qua y nói hai chữ, tất kia với cô cũng không phải nói ngoa, y quả thật muốn làm vậy, dù nữ tướng quân có khuôn mặt như vô diệm như lời đồn, với y cũng chẳng khác. Từ ngày đầu quyết định cầu hôn trở đi, y đã dự định sẽ cùng người vợ tương lai cử án Tề Mi tương kính Như Tân. Tân hôn gặp mặt, vẻ đẹp của khương nữ, với y có thể nói là món quà bất ngờ, dĩ nhiên là tốt, xong, món quà tốt đem lại từ dung mạo, rất nhanh liền bị chuyện kế tiếp thất bại không chút nào phòng bị kia đập đến không còn một mảnh. Một ngày đêm đi qua, Nhiếp Chính Vương ngoài mặt bình tĩnh như nước, trong lòng vẫn không thể nào nhớ lại động phòng đêm qua. Chỉ cần vừa nghĩ tới tựa như đứng ngồi không yên dẫu cực kỳ không muốn thừa nhận song y vẫn không thể không thừa nhận tối nay y mài đít ở bên kia mãi giờ này mới về thật ra cũng không phải vì nhiều việc có lẽ trong tiềm thức y hy vọng khi y về tân phòng nàng ấy đã chìm vào giấc ngủ tầm đường không giống ban ngày xung quanh có người có thể mất đi xấu hổ từng có một đêm động phòng như thế đêm nay lại đối mặt với nàng ấy phải làm thế nào y thật sự là hữu tâm vô lực cảm thấy cực khó giải quyết giờ phút này rốt cuộc đã toại nguyện. Y hít thở một cái, nhìn cô ngủ trong một chốc, nhẹ bước, im ắng cởi áo tháo đai, cuối cùng đến cạnh giường, đang muốn lên giường, lại khựng lại. Đêm qua là y bảo cô ngủ bên trong, có lẽ hôm nay cô vẫn nhớ, ngủ sát bên trong, chờ cho y vị trí bên ngoài y muốn. Nhưng, mái tóc cô tản ra trên gối, trải rộng một mảng, chiếm vị trí của y. Cứ thế mà nằm xuống, chắc chắn y sẽ đè lên tóc cô. Thúc Thận Huy đứng trước giường, chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng quyết định, cúi người gần hơn, dùng tay gom mớ tóc trải qua bên gối mình, từ từ, động tác nhẹ hết mức không thể kinh động cô có thể, thu lấy mớ tóc giữ lòng bàn tay, đang định bỏ qua phía gần cô, vừa tới gần, cô bị giật mình, mi mì mắt đang rũ xuống hơi động đẩy, người tỉnh. Một màn xấu hổ không muốn gặp nhất, lại đến như thế. Lúng túng hơn là, tay y còn cầm tóc cô. Thấy cô mở mắt, Ánh mắt từ trên mặt mình rời xuống đến tay cầm tóc cô, y định thần rất nhanh, như không việc gì buông dài tóc cô xuống, chợt ngồi dậy, mỉm cười nói: "Hôm nay tuy không có chuyện gì lớn, việc vặt vãnh lại không ít, bận rộn quên cả giờ giấc, về trễ, nhiễu đến nàng." Ngừng đoạn, chỉ chỉ lọn tóc y vừa thả xuống, tiếp tục giải thích: "Vừa nãy, đều rơi vào đầu này, người ngủ thiếp đi, không biết." Ta là sợ ta nằm ngủ đi ngăn chặn, vạn nhất dắt ngươi ra đầu đau. Khương Hàm Nguyên quay mặt, liếc mái tóc mình chiếm gối y, cuộn lấy. Làm phiền. Cô đáp. Thúc thận Huy mỉm cười. Hai ta vợ chồng, cần gì khách khí thế? Không còn sớm nữa, tắt đèn thôi. Y liền tắt đèn, trong phòng chìm trong bóng tối, cuối cùng lên giường, nằm xuống. chương 22 Đường đường là trường ninh tướng quân, sao ngây ngốc ra thế? Ban tối khi Khương Hàm Nguyên về phủ bảo trang thị mình mệt, không cần gọi nhiếp chính vương cố ý quay về cũng không hẳn là lấy cớ. Ghé hết phố lớn ngõ nhỏ Trường An, nghe Trương Bảo ồn ào không ngừng ở bên tai, nói này nói nọ, mới nửa ngày vừa dài và mệt như trong đi đường dài trong quân doanh, cộng thêm ngả lên giường êm phòng ấm, nói thật, hơn xa chỗ ngủ mấy mươi năm qua của cô ở quân doanh, giấc ngủ ập đến rất nhanh. Nhưng cho dù là chỗ tốt, vẫn là chỗ lạ, cô vẫn ngủ không sâu. Vừa rồi bàn tay thúc thận huy vừa tới gần, cô theo thói quen choàng tình. Đợi tắt đèn, người bên gối nằm xuống rồi, bên tai dù vắng lặng, đến tim hít thở của y cũng như mất tâm, xong vừa ngủ một giấc, trong phút chốc khó mà ngủ lại, nằm một lát, chờ mình. Như hưởng ứng cô xoay mình, trong bóng tối, bên tai cô bỗng nghe tiếng của nam tử như bắt chuyện. Trương Bảo bảo ban ngày nàng đi mấy hộ nhà tướng sĩ. Nếu chỉ đưa tin chuyển giúp đồ, cũng không cần nàng phải tự thân phí sức đi làm. Phần còn lại, ngày mai nàng để ta, ta gọi người thay nàng đưa đi từng nơi nàng có thể yên tâm, nhất định ổn thỏa, sẽ không có sai sót. Khương Hà Nguyên nhắm mắt đáp. Đa tạ ý tốt, cứ để tự ta đi. Thôi, sao thế? Cô vốn không muốn trả lời, nhưng cảm giác có lẽ y không muốn dừng câu chuyện, đang chờ mình, hơi chần chừ rồi đáp. Lính trong quân doanh đếm sơ đã lên con số hàng vạn, phần lớn đã định sẵn là người vô danh, trên danh sách chỉ là một tiểu tốt. Song đối với cha mẹ vợ con trong nhà mà nói, bọn họ lại là con ruột là cha ruột, không thể thay thế. Nhiều năm không gặp, chắc hẳn nhớ mong, ta đi, còn có thể giải đáp chút ít nghi vấn, nhẹ bớt lòng người nhà. Một khi tòng quân, khó khăn lắm mới có cơ hội về nhà, có khi rất nhiều người chôn xương nơi chiến trường, vĩnh viễn không về. Điểm này, hẳn y không thể không hiểu hơn, có điều, những người như y chân đạp chỗ cao, nào nhìn thấy những điều ấy. Trong mắt họ, binh sĩ ở tầng dưới cùng cũng như những ký hiệu, giá trị bản thân có khi còn không bằng một thất chiến mã, càng không thể nào giống như cô một biên tướng cùng sĩ tốt sớm chiều, cảm động lây. Ta biết xưa nay Khương Đại tướng quân thương lính như con, nhưng lấy tàn sát rừng tàn sát, lấy chiến rừng chiến, đạo lý này, ông ấy còn rõ ràng hơn bất kỳ ai trên đời này. Sau một hồi trầm tư, cô nghe y trầm giọng đáp vậy. Không có thủ đoạn kim cang, lấy đâu mà nghi ngờ tâm địa Bồ Tát, ý điện hạ là vậy, đúng không? Yên tâm, cha và ta, đều hiểu cả. Khương Hàm Nguyên vẫn đóng mắt đáp lời, lại cảm giác như người đàn ông bên gối xoay mặt qua nhìn mình, nhẹ bày tỏ chút tán dương. Không sai, ý ta chính là thế. Nếu ngày đó Phụ Hoàng không có thủ đoạn xét đánh thống nhất Cửu Châu, nay đất Trung Nguyên ta chắc chắn vẫn còn chinh phạt lẫn nhau, chiến loạn không ngừng, dân thường muốn có một mảnh đất yên ổn nhất e là khó như lên trời. Nay Cửu Châu ổn định, thu phục đất mất cũng như tên đá trên dây, thành thế dương cung chờ bắn may thay chiến sĩ biên cương ta cũng theo gương chủ tướng như cha con nàng chiến tướng đại ngụy mà giống cha con nàng lo gì chuyện lớn không thành không dám nhận chuyện lớn muốn thành tuyệt đối không phải chỉ chiến tướng biết chuyện nhà binh là được tuy là nói vậy nhưng nếu so sánh chiến tranh với bánh xe khổng lồ thì chủ tướng như buồm lớn nếu không có buồm đầy đủ sức kéo làm sao bánh xe khổng lồ có thể theo gió vượt sóng cho nên từ xưa mới có câu ngàn vàng dễ kiếm tướng hiền khó cầu Khương Hàm Nguyên vốn chẳng muốn nói nhiều với y, xong bị ép theo, cũng đáp lại vài câu, giữa từng câu, có thể là do trò chuyện dần cởi mở, Khương Hàm Nguyên cảm thấy y tự nhiên hơn hẳn so với lúc vừa lên giường. Khương Thị, cha nàng, chính là buồm lớn của đại nguy ta, như Bạch Khởi Vương Tiễn Nhà Tần, Liêm Pha Lý Mục Triều Triệu, hoặc vệ đời Hán. Với nỗ lực của cha con nàng, tương lai nếu công thành, chắc chắn được ghi vào sử sách, công lao không kém các tướng thần chiến đấu thống nhất của phụ hoàng năm xưa. Y còn nói thêm, cô cũng chẳng trả lời đoạn văn vẻ giống như lời các tướng quân thường khích lệ binh lính trước trận bán mạng phấn chiến. Nói khó nghe chút, như chất thêm một túi lúa mạch lên người con la cõng nặng trước mắt. Cô thật sự cực kỳ quen thuộc, nhưng im lặng của cô cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tâm tình của Y ngay phút này. Dường như Y đang cơn hào hứng, lại mở miệng. Nhiều năm trước ta từng đi Tây Hình Nhạn Môn, dừng lại đó một thời gian. Khi đó thanh mục tắc còn nằm trong tay người địch, còn nhớ ta từng lên cao, quan sát địa thế đối diện và hướng phân bố quân phòng. Y như nhắm mắt nhớ lại những gì ngày đó đã thấy. Khương thì... Cô lại cảm thấy đột nhiên Y xoay mặt sang mình, gọi mình, hẳn đã nghĩ tới điều gì. Nàng ở biên cương nhiều năm, chắc hẳn quen thuộc địa lý núi sông một vùng. Chỗ của ta có một bức dư đồ, trên ấy dĩ nhiên miêu tả kỹ càng, chỗ mấu chốt hiểm trở của núi non sông ngòi đi rõ từng chỗ một. song dù sao cũng là dư đồ mấy mươi năm, sông núi thay đổi, sức người đổi thay, bước vẽ so với vùng đất thực tế có chỗ khác biệt. hai nàng đi theo ta, xem xem trên bản đồ phải chăng có chỗ sai sót không hợp với những gì nàng biết. nàng chỉ cho ta. cuối cùng khương hàm nguyên hết cách nhắm mắt, cô mở mắt, mượn ánh đèn đêm mông lung nhìn sang hình dáng người bên gối được bóng đêm phát họa ra. y dùng khuỷu tay chống lên nửa người đang cúi nhìn mình bóng y ngả xuống đầu cô bây giờ khương hàm nguyên hơi ngẩn ra đúng ngay lập tức lời vừa buông y xoay người một cái đã xuống đất bước nhanh đến trước bàn nhanh nhẹn lên đèn trong phòng lại sáng lên y cũng chẳng quay đầu tự đi mặc y phục hai ba lượt mặc xong lúc thắt đai lưng quay lại ngó cô thấy cô còn nằm bất động nhíu mày nàng còn không đi vừa nói y đã cuốn y phục cô ném cả lên giường ta ra ngoài chờ nàng. Giọng điệu không cho phản bác, dứt lời, bước ra ngoài. Lúc ban ngày từ trong miệng Trương Bảo, Khương Hàm Nguyên cũng nghe được chút ít liên quan tới thói quen sinh hoạt thường ngày của nhiếp chính vương. Theo Trương Bảo, triều đình năm ngày một đại nghị, ba ngày một tiểu nghị, hai loại triều hội, trước canh năm quan viên sẽ đợi ngoài điện thảo luận chính sự, nhiếp chính vương và hoàng đế dĩ nhiên cũng phải dậy trước canh năm để chuẩn bị. Còn thường nghị thì theo tình huống mà định, bình thường là nhiếp chính vương triệu một bộ phận các quan viên liên quan thảo luận chính sự, nên sẽ không chính thức giống như đại nghị tiểu nghị, có thể trễ chút, nhưng trễ lắm cũng sẽ không quá giờ thìn, đồng thời, gần như mỗi ngày đều thế. Cho nên, tóm lại, sau khi nhiếp chính, do đại tiểu nghị mà vị này một tháng chi ít sẽ có 10 ngày nghỉ ở Văn Lâm Các ở Hoàng Cung, lần nào cũng làm việc đến khuya mới ngủ. Một nửa thời gian còn lại, dù ngài có thể về vương phủ, như mùa đông này, Xong vẫn phải ra ngoài lúc trời còn tối mịt. Tiểu thái giám rất là âm thầm bất bình dùm cho nhiếp chính vương. Vương công đại thần, một tháng tối đa cũng chỉ lo 10 ngày đại tiểu nghị, nghe nói lúc cao vương còn sống, còn có vài đại thần ngầm phàn nàn vất vả vì lên chiều, còn ngài ấy gần như mỗi ngày đều vậy, phàn nàn cho ai nghe. Mấy ngày gần đây vì mới cưới, triều đình tạm dừng đại triều nghị, song đoán chừng có một số việc vẫn sẽ tìm tới, chỉ có điều, đổi chỗ văn lâm các thành vương phủ thôi. Nói ngắn gọn, tiểu thái giám cảm thấy nhiếp chính vương bị chèn ép quá mức, cực kỳ vất vả. Xong ngay lúc này, đột nhiên Khương Hàm Nguyên cảm thấy, tiểu thái giám ôm bất bình ngoan dùm y rồi, có lẽ đối với bản thân y, vốn là thú vui. Này nào chỉ là cần cù, mà thật sự cần cù giận sôi người mà. Đã bị người ta chờ bên ngoài, không thể làm gì, cô đành bò dậy mặc y phục, bước ra. Y đã mở cửa chờ bên ngoài, còn kinh động hai ma ma trực đêm, không biết xảy ra chuyện gì hỏi có muốn đi mời trang ma ma không y gọi mang tới một chiếc đèn lồng tự mình châm lửa ngay sau đó phùi tay cho người đi ngủ quay lại thấy cô ra tới nói đi ta soi đường cho nàng nói xong đi trước khương hàm nguyên yên lặng bước theo người phía trước qua hơn nửa vương phủ từ đầu này đến đầu kia cuối cùng đã tới chiêu cách đường y dẫn cô vào một phòng có khóa mở ra đi vào phòng cực kỳ rộng màn treo bốn bề Ba mặt tường đều là giá sách, chất toàn sách là sách, thoạt nhìn như là một chỗ thư phòng mình y dùng riêng. Y tử tay đốt đuốc bốn góc phòng, đợi sáng rõ, cuốn lên tấm màn rủ xuống đất phía đông nam, phía sau chợt mở ra một không gian khác, hiện ra một bức dư đồ treo trên tường, dài 7 thước, rộng 5 thước, phía trên chi chít đánh dấu rất nhiều địa điểm và phương vị. Dư đồ lớn thế này cực kỳ hiếm thấy, chưa hết, trên mặt đất trước dư đồ còn trưng bày một sa bàn hình chữ nhật rất lớn dài chừng hai trượng, rộng một trượng rưỡi, chiếm nửa gian phòng. trên sa bàn, phàm là núi, sông, rừng rậm, sa mạc, thành trì, thậm chí thôn trang đường xá chi tiết các thứ đều thể hiện từng chỗ. mô hình được chế tác tinh xảo như cảnh quan thu nhỏ, một vài chỗ chủ nhân cho rằng trọng yếu còn được cắm đầy mấy lá cờ nho nhỏ. sa bàn diện tích khổng lồ chế tác tinh tế thế này, khương hàm nguyên thực sự lần đầu thấy trong đời. ngó qua cô liền nhận ra chỗ địa vực dư đồ vẽ là rất nhiều châu quận Hà Bắc và các vùng phía Bắc Sóc, Hằng, Yên U, những chỗ trước kia vốn thuộc Tấn Quốc, song hiện nay đều bị nắm trong tay Bắc địch. Còn xa bàn trên mặt đất thì càng thêm chi tiết, thể hiện nhấn mạnh, lấy nhạn môn làm trung tâm mà mở ra các nơi Hằng Châu Tứ Châu. Dự đồ địa lý, không phải người bình thường có thể tiếp cận, dù là tướng quân dẫn quân tác chiến cũng chỉ tạm thời có trong lúc chiến tranh, chiến sự kết thúc buộc phải kịp thời trả lại triều đình, nghiêm cấm giữ riêng hay phục chế. Phổ thông còn vậy, hú ngổ tấm dư đồ và sa bàn tinh xảo to lớn như trước mắt khương hàm nguyên lần đầu mới gặp đoán rằng dư đồ này hẳn là vật chân quý của hoàng triều nào đó để lại cô có phần rung động vì sa bàn to lớn trước mắt không hiểu sao tâm tình bỗng kích động tới đây y đứng cạnh sa bàn nhìn thoáng qua xoay mặt lại ngoác ngoác tay về phía cô chẳng biết tại sao động tác và thần thái y ngay phút này bỗng khiến khương hàm nguyên có mấy phần cảm giác như đã từng quen biết cô hơi dao động, thu tạp nhiệm, bước nhanh đến. Cô ngắm địa đồ trước, địa vực trong địa đồ chẳng những rộng lớn, địa điểm miêu tả trên đó quả nhiên cũng phong phú và tinh tế hơn so với cô từng gặp thật sự. Nguyên bản của bản đồ đến từ thời tấn, lúc Hoàng Phủ Thị diệt vong, có người hiến khi đầu hàng, bản đó cũng nát không thể dùng, đây là bản phục chế. Còn xa bàn, là năm đó sau khi ta Bắc tuần trở về này ra ý niệm, dựa trên dư đồ và hồi ức của chính ta chế tạo, trong mâm mỗi hạt cát mỗi viên đá, mỗi thành mỗi cành cây, cái nàng thấy, chưa từng mượn tay ai khác, toàn bộ là ta tự tay chế tạo, trước sau hết nửa năm. Y giới thiệu xa bàn cho nàng. Nàng thấy nó thế nào? Cuối cùng y hỏi, nhìn cô. Vô cùng tốt. Khương Hàm Nguyên nói sự thật. Ta biết nàng sẽ thích, mới nãy bảo nàng nàng còn lề mề không muốn đến. Giữa lông mày của nhiếp chính vương thấp thoáng lộ ra mấy phần vui vẻ đắc ý như thiếu niên lúc ấy ta còn là an nhạc vương, còn nhiều rảnh rỗi. Y bồi thêm một câu, nói xong, vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc, lại nhìn cô. Khương Thị, nàng đối với vùng biên tuyến hẳn rất quen thuộc, nàng xem, có cần bổ sung chỉnh sửa chỗ nào. Khương Hàm Nguyên đối với vùng đất lấy nhạn môn làm trung tâm mà mở ra đường biên giới phía Bắc hiện đang trong tình trạng rằng co, đúng là hết sức quen thuộc, thậm chí có thể nói, dọc theo tuyến đường này, cho dù nhỏ như một xóm làng, một cầu nối, cô đều nắm chắc. Tuyết đường kéo dài đến ngàn dặm được vẽ trên dư đồ, trước kia cô theo cha tuần biên, từ năm 17 do cô thay thế, hàng năm tự đi một lần. Cô tập trung tinh thần, đối chiếu dư đồ và sa bàn, xem đánh dấu từng bước từng bước, bao gồm đơn vị thôn xóm nhỏ nhất, nếu phát hiện không đúng với mình biết liền vạch ra từng cái. Thúc thận huy ngồi xuống cạnh bàn, lấy giấy bút, tập trung nghe cô nói, phóng bút như bay, ghi chép từng chỗ, có khi thấy chỗ hứng thú bèn chen vào hỏi han, cô cũng kỹ càng giải đáp. Đồng hồ nước trầm vang một khắc rồi một khắc, thời gian nhanh chóng lặng lẽ trôi, bất trí bất giác, đợi Khương Hàm Nguyên kiểm tra xong hết tuyến đường cô quen thuộc đã quá nửa đêm, gần đến giờ dần. Nhìn y chẳng chút ủ rũ, tinh thần gấp đôi, thả bút trong tay, đứng dậy đi tới rừng trước dư đồ, ngẩng nhìn một lát, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một vùng lớn biên giới phía bắc, chỉ vào nói. Sóc, Hằng, Yến, U, đợi đấy, rồi sẽ có ngày, sẽ khiến dư đồ đổi sắc. Y lại nhìn Khương Hàm Nguyên đứng bên cạnh, ánh mắt sáng ngời. Đến chừng đó, Khương Thị, ta cùng nàng phóng ngựa rong ruổi, nàng muốn đi đâu thì đi đó. Khương Hàm Nguyên biết Y chỉ là biểu lộ cảm xúc nhất thời, giải bày suy nghĩ trong lòng thôi. Khương Thị, trong miệng Y, chưa hẳn là mình, chẳng qua bây giờ, người đứng bên cạnh Y, trùng hợp chính là mình thôi. Còn tương lai, nếu thật sự có ngày đó, Người đứng bên cạnh hắn là ai chưa chắc, nhưng có một điều có thể khẳng định, người đó tất nhiên không phải là cô. Cô cũng không phải rất muốn kéo dài đề tài này, cười cười, liếc qua đồng hồ nước trong phòng. Y dõi theo ánh mắt cô, dừng lại. Quá muộn rồi, nên về thôi, đêm nay phiền nàng. Y bước tới, thu lại chồng giấy ghi chép lời cô tối nay, thả màn che lại dư đồ và sa bàn, tắt đuốc. Cô theo y ra, một đường về phồn chỉ viện trường an đêm dài đình vũ thăm thẳm yên lặng hai người bước trên hai bên đường lát đá hướng xuôi về tiền đình vì ban ngày mặt trời khó chiếu tới vẫn động đầy tuyết trên đường lát đá xanh một luồng sáng mông lung lay động là ánh đèn lồng dẫn đường trong tay y ra ngoài rồi dẫu y không nói gì cảm xúc cứ như còn dừng ở một lát trước đi một đoạn bỗng quay đầu dò xét cô một chút rồi một chút khương hàm nguyên thoạt đầu giả bộ như không biết mãi thấy y lặp đi lặp lại ngó mình mấy lần, dù định lực tốt cũng không nhịn được, nhưng mặt nhìn lại. Điện hạ nhìn ta làm gì? Y nở nụ cười, đôi mắt ẩn ánh tuyết đèn lồng dọi tới. Cũng không có gì. Y giải thích. Chỉ là chợt nhớ, nàng từ nhỏ đã sống ở quân doanh, vậy năm ta đi tuần biên chỗ cha nàng, không biết nàng từng gặp ta chưa? Năm đó ta 17 tuổi, hẳn nàng chỉ mới 12-13 nhỉ. Nói xong, y dò xét trên xuống, như muốn nhìn từ cô hiện tại ra dáng vẻ cô khi đó tim khương hàm nguyên đột nhiên đập nhanh hơn khựng lại dùng giọng điệu bình tĩnh đáp chưa từng may mắn gặp mặt điện hạ đúng lúc đó ta đang ở doanh địa khác y thu ánh mắt nhẹ gật đầu ta cũng nghĩ vậy nếu khi ấy nàng cũng ở cạnh đại tướng quân chắc chắn ta sẽ còn ấn tượng khương hàm nguyên không nói chỉ bước tiếp bỗng nhiên một cơn gió đêm ôm theo hơi tuyết lạnh lẽo xuyên tường thổi đến hất đèn lồng trong tay y đong đưa, trong quần sáng, bóng hai người trao đảo đan vào nhau. Y giữ đèn lồng tránh gió, lại dơ chiếu dưới chân trước mặt cô, bỗng như để ý tới điều gì, dừng bước, buông đèn, ra hiệu cô cũng dừng bước. Cô không hiểu, ngước mắt thấy y mở áo khoác gấm đen trên người, choàng qua vai cô. Nàng lạnh à, ra ngoài mặc y phục ít quá, trách ta quá mức gấp gáp, mới dục nàng. Y vừa khoác áo giúp cô, vừa nói, giọng ôn hòa mang theo mấy phần tự trách. Khương Hàm Nguyên dừng lại, lập tức cử tuyệt, muốn trả đồ lại cho y. Ta không lạnh, Điện Hà cứ mặc, không cần tranh với ta, mau đi thôi, về trong phòng sẽ ấm. Giọng điệu cấm cãi, nói xong sách đèn lồng, tiếp tục đi tới. Khương Hàm Nguyên còn đứng tại chỗ, y bước vài bước, cảm thấy cô không theo cùng bèn quay lại. Có lẽ ngay lúc này tâm tình y vẫn còn vui vẻ, liếc nàng, giọng điệu mang mấy phần chiêu chọc đường đường trường ninh tướng quân, sao ngây ngốc ra thế? Muốn ở đấy hóng gió hay sao? Còn chưa đi. Khương Hà Nguyên bỗng hoàn hồn, trong tay âm thầm cầm vạt áo kia, buồn bực không nói một lời, cúi đầu đi theo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 23. Điện Hạ còn không vào phòng trong. Đêm nay, từ lúc Thúc Thần Huy về giường bắt chuyện với Khương Hàm Nguyên hai người dần dần nói ra, cho đến giờ, tâm tình y đều rất không tệ, thậm chí còn tán gẫu mãi đến chỉ viên ánh đèn đỏ trước phồn chỉ viện xa xa đập vào mắt lờ mờ thấy được bóng dáng căn phòng đột nhiên y như nghĩ tới điều gì hơi khượng lại rồi đi tiếp đoạn đường còn lại dù trông vẫn điềm nhiên như không nhưng cảm xúc rõ ràng đã không còn buông lỏng như ban nãy khương hàm nguyên rõ cả lại giả vờ không biết cùng y thẳng về phòng cô cởi áo ngoài y khoác cho mình treo lên kệ mũ áo cởi áo váy ngoài lên giường nằm trước mắt lạnh nhìn chỉ thấy y, từ từ cởi áo, từng chiếc từng chiếc giày, cuối cùng, ngồi lên mép giường, quay sang, như thuận miệng cười nói. Đêm nay trò chuyện vui vẻ với nàng, không hề biết cứ thế đã quá nửa đêm. Chẳng mấy chốc là hừng sáng, chắc hẳn nàng đã mệt nhỉ. Mệt rồi, ngủ đi. Cô nhắm mắt, xoay người nằm vào trong. Y quan tâm dịch dịch góc chăn giúp cô. Vậy nàng ngủ ngon, Trương Bảo nói mai nàng còn phải đi thăm mấy hộ nữa, phải dưỡng tinh thần cho tốt. Khương Hàm Nguyên không đáp. Đến đây, cuối cùng y cũng nằm xuống. Đúng là chẳng mấy chốc trời sẽ sáng, hai người đều tự ngủ thiếp đi. Khương Hàm Nguyên không biết người bên gối cuối cùng ngủ thế nào, còn cô chẳng đi vào giấc ngủ sâu. Dẫu đã nằm không nhúc nhích, xong chỉ ngủ chập chờn. Đến khi tiếng canh năm đâu đó từ bên ngoài vọng vào, cô xác định lúc này hẳn y sẽ tỉnh. Vừa qua canh năm không lâu, y nhẹ nhàng chờ mình cảnh cô, hẳn định đứng dậy, xong lại như có phần do dự hoặc là đang nhìn cô một lát sau y lại từ từ nằm xuống tiếp tục ngủ từ đầu đến cuối cô không nhúc nhích ngủ thẳng đến trời sáng hẳn ngồi dậy y cũng mở mắt nàng thức sớm thế không ngủ à y hỏi điệu bộ như vừa tỉnh ừm khương hàm nguyên không nhìn y xuống giường đi đến mặc y phục ta phải ra ngoài sớm đưa thư cho xong ta cũng dậy y theo cô xoay người xuống giường mở cửa gọi người chuẩn bị rửa mặt hai người ăn điểm tâm y chăm sóc cô rất chu đáo không để ý đến ánh mắt của trang thị và bọn thị nữ tự múc canh cho cô ăn xong về phòng khương hàm nguyên định thay y phục đi ra ngoài y cũng chỉnh đốn mỉm cười nói có cần ta đi cùng nàng đưa thư không khương hàm nguyên lấy nón không cần vậy cũng được nàng dẫn theo người như hôm qua còn ta đi chiêu cách đường trời vẫn còn lạnh nàng nhớ về sớm việc không vội từ từ sẽ đến không cần gấp gáp y quan tâm nói khương hàm nguyên ườm đáp chụp nón lên đầu xoay người liền ra ngoài như hôm qua vẫn là trương bảo dẫn đường vương nhân dẫn người theo sau hối hả ngược xuôi một ngày đường xa cô đi đến một nơi ngoại thành hẻo lánh cách mấy chục dặm đưa thư nhà và tiền xong về thành đã là hoàng hôn trời tuy đã muộn nhưng tòa thành chỉ phồn hoa lúc này lại trở nên hoạt sắc sinh hương đèn hoa mới thắp, từng ngôi nhà sát đường tỏa ra mùi cơm chín. Có người vội vã muốn về nhà, có người bắt đầu hô bè gọi bạn ra ngoài chơi. Khương Hàm Nguyên đi dọc theo một đoạn phố hẹp, đường đông người, sợ va chạm bèn rắt ngựa đi bộ, thấy bên cạnh có con đường kéo dài một mạch không thấy điểm cuối, hai bên đường có phòng lâu đối diện, san sát nối tiếp nhau, từng luồng gió thơm, tiếng sáo chốc và tiếng vui đùa của các cô gái theo gió bay ra, chọc người muốn mềm xương nhũn thịt khiến thiếu niên qua đường không dừng được liên tục quay đầu. Đây chính là động tiêu tiền nổi tiếng nhất thành Trường An. Trường Bảo nhìn thấy một đón khách nô dường như để mắt tới Vương Phi, chắc hiểu lầm ngài là nam, cuốn quyết lên chặn trước người Vương Phi, thấp giọng thúc giục. Không cần nhìn sang bên ấy, Vương Phi mau theo tôi. Khương Hàm Nguyên liếc qua, lúc này, phía đối diện có mấy công tử dáng điệu phú quý đánh ngựa tới, tuổi nhìn không lớn, ăn mặc hoa lệ, cưỡi tuấn mã, hai bên tầm 10 nô bộc theo sát. Trong đó, một thanh niên trên dưới 20, tai to mặt lớn, ngồi trên ngựa, mèo đầu nói chuyện với người bên cạnh, mấy người chung quanh mặt đầy nịnh nọt, không biết nói gì, gã liền cười ngả ngớn không chút kiêng kỵ, còn có vài phần hèn mọn. Đường vốn không rộng, bị mấy người cưỡi ngựa cả hàng, như muốn chiếm hết, trong phút chốc không còn chỗ người khác đi, song không ai dám lên tiếng, thấy đám người đến trái lại còn rối rít né tránh. Cương Hàm Nguyên biết mấy tên này hẳn là thứ gọi là gã hoàn khố Trường An, cô không muốn nhiều chuyện, bèn dừng lại, đợi họ qua trước. Thì ra đám này đang đi đến góc đường thơm tho kia. Chỉ thấy tiền hô hậu ùng, cả đám vây quanh gã mập ngồi trên ngựa cùng đánh ngựa tiến vào, lúc này người qua đường mới lao sao đi tiếp. Đám Trương Bảo vừa đi vừa thấp giọng nói: "Vương phi, vị vừa gặp kia chính là con trai của đại trưởng công chúa và phò Má đã mất, tước hiệu là Tráng Vương." Cậu chỉ trò, há miệng như định nói gì, xong có lẽ nhớ đến quan hệ giữa nhiếp chính vương và đại trưởng công chúa, ngại có chỗ bất kính, lại cứng miệng thu lại, đổi giọng. Là khách quen ở đây. Khương Hàm Nguyên chỉ một thoáng đã nhìn ra, tên đấy chẳng mấy sáng sủa. Trương Bảo và nữ tướng quân Vương Phi tuy mới ở chung một ngày rưỡi, đã sớm nhìn ra, nữ tướng quân có vẻ lạnh như băng không thích để ý tới ai, cả ngày nói chẳng mấy câu, thực tế trong nóng ngoài lạnh, đối xử với người rất tốt, cũng vô cùng dễ nói chuyện, không ra vẻ, chẳng giống mấy quý nhân thành trường an, thích nói phép tắc, nên không cố kỵ nhiều, tiếp tục nói một bên. Gần đây, không phải em gái ôn tào lang đang nhắc chuyện cưới xin sao? Nô tỳ nghe được một tin đồn, đại trưởng công chúa muốn cầu hôn sự này cho con. Nếu thật sự thành, hiển nhiên về dòng dõi là trèo cao, nhưng vị này. Nói câu quá giới hạn, lẽ nào không phải châu gặm mẫu đơn, phá hư phong cảnh. Ôn gia nữ lang, chưa nói cha nàng ấy xưa kia thế nào, riêng nàng đã là người đẹp nhất thành Trường An, tài mạo song tuyệt, thiên hạ vô song. Trương Bảo hất hàm nói say xưa, đang còn cảm thán, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, giật nảy mình, im bặt, hận không thể đánh chết mình mới phải, lập tức sửa miệng. nhưng mà tốt đẹp thế nào cũng tuyệt đối không thể sánh bằng Vương Phi ngài. nữ tử thiên hạ vạn người, cho dù tốt đẹp cũng chỉ trên mặt đất, nào ai có thể giống Vương Phi ngài từ trên trời xuống. Xinh đẹp hơn người không cần phải nói rồi, lại còn là nữ tướng quân uy phong lẫm lẫm. Nhiếp chính vương với vương phi trai tài gái sắc, không đúng. Là trai tài gái sắc càng có tài hơn, ông trời tác hợp cho mà. Trương Bảo miễn cưỡng gói lời cho tròn, lại liếc trộm sang nữ tướng quân, cặp mắt cô vẫn nhìn thẳng phía trước, nét mặt cũng chẳng khác vừa rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm chùi mồ hôi, không dám tiếp tục nói lung tung nữa, đi theo nữ tướng quân thành thành thật thật quay về vương phủ. Hôm nay Thúc Thần Huy đã từ bên kia về, đang ở trong phồn chỉ viện, ôm quyển sách trong tay đợi cô. Hai người dùng xong bữa tối, vừa qua khỏi giờ tuất, còn sớm, y cùng nàng vào phòng, mở miệng, y còn có chút việc ban ngày chưa xong, mấy bản ghi chép lời cô đêm qua và phát thảo sửa dư đồ, định thừa dịp ban đêm đi làm. Vốn định đêm nay nghỉ sớm với nàng, nhưng hôm nay là ngày phép cuối cùng, ngày mai lại phải chiều nghỉ, không nắm chắc e lại quên mất. Y giải thích, Khương Hàm Nguyên gật đầu. Ngày đi đi, ta cũng có việc. Trương Bảo nói phía sau vương phủ có tiểu giáo trận, mấy ngày rồi ta không đụng cung tiễn, sợ cứng tay, qua đó tập một chút. Được, nàng cứ đi nhé, nếu cần hỗ trợ luyện tập, bảo vương nhân dẫn đám thị về trong cho nàng chọn. Luyện xong về nghỉ ngơi sớm, không cần chờ ta, xong việc ta sẽ về. Y dặn xong liền đi, vương nhân tuân lệnh nhiếp chính vương, định tập hợp nhân mã rầm rầm rộ rộ đêm đến tiểu giáo trận hầu vương phi bị từ chối, bảo tất cả không cần theo. Cô đi một mình. Đây là nơi bọn thị vệ thường ngày dùng để tập võ, không phải rất lớn, một dãy nhà đều nhau, nhưng đầy đủ binh khí các loại, cũng có sân tập bắn 100 bước, đầy đủ dùng. Cô bắn tên, chung quanh cũng không đốt đuốc sáng rực, chỉ một điểm phía sau bia ngoài trăm bước kia, bằng ánh sáng nhạt nhòa xa xa, dựa vào cảm giác, tập trung tinh thần, bắn một tên tiếp một tên. Đây là luyện tập bắn đêm để khi tác chiến về đêm bắn xong chừng trăm mũi, người dần nóng, liền thu lại, trở về tầm đường tắm rửa ngủ. Trong chiếu cách đường, đêm đã khuya, việc trong tay đã xong. Thúc thận huy chậm rãi thả bút, lại chưa đứng dậy, một mình ngồi trước ánh nến trên bàn, trần trừ không quyết. Y biết mình nên quay về, nhưng nghĩ đến, lại không tránh khỏi vụ giường chiếu, trong lòng như bị tảng đá nặng đè, ép đến hít thở còn có phần không thoải mái. Đêm qua cũng thế y ở bên này mãi đến lúc không thể ở được nữa, đoán chừng nàng ấy đã ngủ say mới về, ai ngờ vận may không tốt vì rời tóc mà làm nàng ấy tỉnh lại. Từng có một đêm tân hôn nghĩ lại mà kinh đó, y không dám tùy tiện đụng cô dâu, sợ bại trận lần nữa. Nếu ra quân kém thêm lần nữa, ở trước mặt nàng ấy, sau này y khỏi cần sống. Xong nếu không đụng, là tân hôn yến của y đó, trừ phi y thừa nhận với nàng ấy là mình không được, nếu không, vụ này bất kể ra sao cũng bước không qua. Nghĩ tới nghĩ lui, đành gửi hy vọng vào đối thoại, tạm thời rời lực chú ý. Lại không ngờ nói chuyện với nàng ấy có phần rất hợp ý, không chỉ thế, chợt nảy ý đưa nàng ấy đi gian phòng riêng của mình vốn chưa từng tiếp người ngoài, phải biết rằng, trước đó sở dĩ y bố trí tân phòng ở phồn trì viện. Là có ít nhiều lòng riêng không muốn trốn riêng tư vốn có chịu sự quấy rầy lớn từ hôn nhân. Con gái Khương gia y lấy nàng ấy, kính nàng ấy, dùng hết khả năng vốn có đối xử tốt với nàng ấy, song nó cũng không hề đại biểu rằng y nguyện dâng mọi tư tâm của mình cùng hưởng với nàng ấy. Ngày đêm qua, đêm thứ hai sau cưới, y lại tự mình phá vỡ. Sau khi phụ hoàng qua đời hoàng huynh y kế vị, mãi đến tận trước đêm qua, những năm gần đây, y gần như không còn thả lỏng như thế. Đêm qua có mấy chốc, thậm chí y cảm thấy bản thân được quay về thời thiếu niên an nhạc vương. Giờ nghĩ lại, đúng là không thể tưởng tượng nổi chỉ là đêm qua là chuyện đêm qua cho dù tốt đêm nay cũng không thể lặp lại hiện giờ y lại cần quay về về rồi làm thế nào mới phải đây nếu nàng ấy vẫn còn thức chả lẽ mình lại cùng nàng bàn về dư đồ địa lý cả đêm tiếp thúc thận huy lại ngồi thật lâu đêm càng thêm sâu thẳm biết là không thể tránh nữa thôi xe đến trước núi át có đường y đè cảm giác bứt rứt trong lòng rốt cuộc đứng dậy về phồn chỉ viện trong cửa sổ tân phòng tối thui không thấy ánh sáng chắc là nàng ấy tắt đèn ngủ rồi thúc thận huy chậm rãi đầy cửa khép hờ bước vào lại đứng một lát đợi hai mắt thích ứng ánh sáng lờ mờ trong phòng không cần mượn nhờ chiếu sáng cất bước xuyên qua gian ngoài vào gian trong phía giường chẳng có tí âm thanh nào nàng ấy hẳn đã ngủ rất say thúc thận huy tiếp tục mò mẫm bước vào cởi áo ngoài nhẹ lên giường nằm xuống y chậm rãi thở ra một hơi nhắm mắt nằm ngửa một lát bỗng cảm thấy có gì không đúng trợn mắt xoay qua bên gối trong nhìn lại đưa tay sờ một cái trống không không thấy nàng ấy đã trễ vậy nàng còn chưa trở về phòng đi đâu nhỉ lẽ nào còn ở tiểu giáo trận thúc thận huy lập tức xoay người xuống giường đốt nến khoác áo ngoài xoay người ra khỏi phòng trong xuyên ra gian ngoài bước nhanh đến cửa đang định mở cửa gọi người đến hỏi tay dừng nơi cửa y quay đầu lại lia mắt về chỗ cạnh cửa sổ phía nam ở gian ngoài ở đấy đặt một giường mỹ nhân để nghỉ ngơi trước giường buông một tấm màn lơ lửng nếu không có người tất nhiên màn được vén gọn nhưng lúc này màn mở ra lẳng lặng rũ xuống y trần trừ một lúc xoay người đi đến giơ tay chậm rãi đẩy màn y thấy khương hàm nguyên cô đang ngồi trên giường mỹ nhân tóc dài rũ xuống chỉ mặc lớp quần áo trong điện hà về rồi à cô gật nhẹ với y nói nàng đây là ý gì y hơi kinh ngạc hiển nhiên đêm nay cô ngủ ở đây đòn ánh mắt y lia tới vẻ mặt cô vẫn tự nhiên điện hạ hẳn còn nhớ lời hứa hẹn của mình bảo chắc chắn sẽ toại tâm nguyện ta nếu đã thế ta xin nhắc một yêu cầu quá đáng xin điện hạ cho ta ngủ một mình lời nàng đầy bình tĩnh xong lọt vào tai thúc thần huy lại thấy như ngũ tạng lục phù mình bị một cây gõ trông đột nhiên thọc một phát, buồn bực chướng căng giữa ngực không thôi. Y không hỏi nguyên nhân, cô cũng chỉ vẻn vẹn đơn giản một câu, nghe không đầu không đuôi. Song ai cũng là người biết chuyện, có mấy lời không cần nói rõ, mở câu đầu, liền nắm rõ nhau. Y e ngại chung phòng với cô, y đang tránh né đêm về, thuốc thận huy cho là mình giấu rất kỹ, thì ra nàng ấy biết rõ rành rành, mắt lạnh xem trò hề vụng về của y đêm nay nàng ấy dùng cách này duy trì thể diện cho y cũng là cho chính nàng thể diện y hành động như thế với vợ mới cưới mà nói lẽ nào không phải một loại lăng nhục bí mật trong lòng bị nhìn ra thế này làm y chật vật so với xấu hổ không được trong đêm tân hôn lại càng làm y không chịu nổi chính thúc thận huy cũng có chút nói không rõ y đành lạng thinh kẻ tài năng chữ danh xưa nay nhiếp chính vương giờ phút này chỉ có thể dùng yên lặng để che giấu dòng suy nghĩ của mình. Không còn sớm, ta muốn ngủ, điện hạ ngài cũng đi nghỉ ngơi đi. Lát sau, cô mỉm cười với y. Dường như từ lúc gặp mặt đến giờ, đây là lần đầu cô mỉm cười với y. Còn là đang đuổi y. Thúc Thận Huy rốt cuộc mở miệng, thấp giọng, "Tất cả đều là ta không tốt, này tuyệt đối không phải bổn ý của ta, nàng đừng trách." "Hiểu." cô đáp. Y lại đứng yên một lát, bỗng tỉnh táo lại, dù là thế nào ta không thể để nàng ngủ ở đây nếu muốn ngủ riêng cũng là ta ngủ ở ngoài nàng vào trong kia giọng điệu y trở nên kiên quyết không cần ta cũng không quen ngủ nệm giường trong kia trải kỹ ta ngủ ở doanh trại giường cứng đã lâu mềm quá đổi lại khiến cho ta không được yên giấc khương hà nguyên quay mắt về gian trong điện hạ ngài dùng đi cô thản nhiên nói ta cũng y còn muốn tranh cứ như vậy đi đột nhiên tính nhẫn nại của khương hàm nguyên biến mất hoàn toàn không muốn nói thêm gì với y nữa ngắt lời dường như y bị một câu kia muốn nghẹn dừng lại điện hà còn không vào phòng trong một lát sau khương hàm nguyên lại mở miệng giọng đã dịu lại hỏi uổng cho nhiếp chính vương ngày thường lập định tính toán kế sách chưa từng có sai lầm lúc này chẳng có đối sách gì ngây ra một lát không thể làm gì chậm rãi xoay người đi đến chỗ màn thật sự không cam lòng lại ngừng bước quay người lại. Khương Thị. Y gọi. Khương Hàm Nguyên đã nằm xuống, nghe thấy quay đầu, thấy Y xoa đôi bàn tay, cặp mắt nhìn mình, dùng giọng khẩn thiết nói. Nàng là phận gái, cho dù thế nào, ta cũng không thể để nàng ngủ bên ngoài, vẫn để ta ngủ ổn thỏa hơn. Điện hạ, nếu ngài cho rằng ta muốn hư tranh với ngài, vậy thì sai rồi. Ta tuyệt đối không phải khách sáo. Nếu ta muốn ngủ ở phòng trong, ta sẽ không để cho điện hạ Thuốc Thận Huy rốt cuộc nói không ra lời, theo cô sắp xếp, trở về phòng trong thuộc về y. Y đứng trước chiếc giường gấm kia bình tĩnh lại một lát, đưa tay, vuốt khuôn mặt hơi cứng, của mình lại, từ từ, ngồi xuống. Bên tai yên lặng như tờ, y liền một mình ngồi giữa cầm tú bao quanh chỗ sâu trong phòng, cũng không biết qua bao lâu, một tiếng trống canh vang vẳng, không biết từ ngõ hẻm phố nhỏ nào của Trường An, bay vào tai. Bờ vai y khẽ động, y quay lại, nhìn mền gấm sau lưng, chân trừ một lúc, cuối cùng ôm một tấm, đứng dậy bước ra, vén màn. Mượn ánh đèn phòng trong lờ mờ hắt ra, y nhìn vợ mới cưới của mình. Nàng ấy yên tĩnh nằm trên chiếc giường mỹ nhân nhỏ hẹp, xem ra đã ngủ thật. Y đứng im một lát, nhẹ bước tới gần, mở mền trong tay, nhẹ nhàng đắp lên người nàng, quay người về phòng trong. Ôm sau là ngày đầu tảo chiều sau đại hôn của Thúc Thận Huy, qua canh 4, y đã dậy lúc khương hàm nguyên còn ở quân doanh buổi sáng thường thường cũng dậy sớm hơn binh lính bình thường thời gian này chuẩn bị tào thao là bình thường liền dậy y tránh né cùng giường vào đêm sao khương hàm nguyên lại nhìn không ra dứt khoát mình ngủ bên ngoài như thế giải thoát cho y mà cũng để cho mình thanh tịnh trời lạnh trên giường mỹ nhân vốn đã trải chăn ấm nàng xếp lại chiếc mền y đắp cho mình lúc sau lên giường tránh rơi vào mắt người tăng thêm hiểu lầm đêm qua vậy mà cô vẫn còn ngủ được, trông y ấn đường u ám, người buồn buồn, không thích nói chuyện. Xong chẳng liên quan gì đến cô, rốt cuộc không cần che đẩy, buổi sáng nay đối mặt với nhau, chính cô thấy, dẫu sao cũng thư thái hơn hai hôm trước không ít. Vô cùng tốt, Thúc Thận Huy dùng bữa sáng, đội bóng đêm đen kịt đón xe đi Hoàng Cung. Khương Hàm Nguyên đi tiểu giáo trận, Hừng Đông quay về, tắm nhanh, mặc quần áo tử tế, tiếp tục ra cửa làm chuyện còn chưa làm xong ban đêm cô về trước, dọn dẹp xong, đuổi người trước mặt, giống đêm qua, trực tiếp ngủ trên giường mỹ nhân ở gian ngoài. Sau giờ hợi y về, biết cô ngủ rồi không quấy nhiễu, trực tiếp vào gian trong. Cứ thế, cả hai bình an vô sự, qua mấy ngày, trừ ban đêm hai người phân ra ngủ bên trong bên ngoài, lúc ban ngày lại thật sự có mấy phần hương vị tương kính như tân. Hôm nay, rốt cuộc Khương Hà Nguyên đã đi đến một gia đình cuối cùng. Vì đường rất xa, về nhà không còn sớm, Thúc Thận Huy còn chưa về. Trang thị cùng cô ăn cơm, bảo nhiếp chính vương mới cho người truyền về một câu, sáng mai là đại triều hội, hôm nay chuyện trong cung cũng nhiều, đêm nay e là y không về được, ở lại Văn Lâm Các, bảo cô tự nhiên. Tình huống thế này, lúc trước chỉ qua loa cũng xong, xong bây giờ, mới cưới chưa đến mấy ngày đã để vương phi qua đêm một mình, Trang thị cảm thấy áy náy an ủi vương phi. Điện hạ cũng là bất đắc dĩ thật sự là không cách nào phân thân, nếu có thể thoát thân, chắc chắn Điện Hạ đã về phủ nghỉ đêm. Khương Hàm Nguyên bảo quốc sự làm trọng, tự đi nghỉ ngơi. Trạng vạm tối, Thúc Thần Huy đưa thiếu đế kết thúc nghị sự với mấy viên quan trung thư môn hạ tỉnh. Sau khi đại thần lui ra, Thúc Thần Huy căn dặn thiếu đế làm xong bài buổi chiều về tầm cung ngủ sớm. Thiếu đế vâng từng câu, Thúc Thần Huy liền đứng dậy cáo lui, định về văn lâm các. Thiếu đế đưa y ra, Đột nhiên hỏi chuyện ngày thọ Hiền Vương lão vương phi mấy ngày tới. Tam hoàng thúc, ta cũng muốn đi chúc thọ lão vương phi. Mấy hôm nay ta đều hoàn thành xong công khóa trước hạn, đinh thái phó muốn ta thuộc, ta thuộc cả rồi, không muốn ta thuộc, ta cũng thuộc luôn, ngài ấy khen ta. Tam hoàng thúc, ta thật sự muốn đi, ngài đồng ý cho ta đi được không? Mấy hôm nay biểu hiện của cậu đúng là rất tốt, cần làm gì thì làm đó, hỏi đáp thảo luận chính sự với đại thần cũng ra dáng. Ổn trọng như thật sự đã đổi cả tim vậy. Mong muốn hiện giờ cũng chẳng qua là chuyện như vậy. Thúc thần huy cũng không đành lòng cử tuyệt, suy nghĩ qua, gật đầu. Cũng được, đến chừng đó nếu bệ hạ có thể đích thân đến chúc thọ, với hiền vương lão vương phi cũng là vinh quang. Mặt thúc tiền lộ vẻ vui mừng. Đa tạ tam hoàng thúc. Thúc thần huy mỉm cười. Được rồi, ngài biết rồi biết rồi, làm xong bài đi ngủ sớm. Ta đi làm đây, tam hoàng thúc đi mạnh giỏi nhớ đừng quá mệt, ta không tiến Thiếu đế quay người, chạy vội vào nhanh như chớp. Thúc thận huy đưa mắt nhìn thiếu đế biến mất ở cửa ngự thư phòng, đi ra, vào văn lâm các. Dùng qua ít cơm canh đã là giờ lên đèn, đốt nến sáng, y bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Đang bề bộn, Lý Tường Xuân khẽ bước vào, khom người nói. Điện hạ, ngoài cung truyền lời, bảo ôn tào lang tới, muốn cầu kiến điện hạ. Thúc thận huy chậm rãi ngừng bút, trầm ngâm một lát, đưa mắt hỏi. Biết chuyện gì không? Lý Tường Xuân lắc đầu. Chưa từng nghe nói, cho vào đi. Lý Tường Xuân vâng lui ra ngoài. Ôn Tảo Lang hơn 30 tuổi, mấy năm nay làm người càng trở nên cẩn thận chặt chẽ hơn. Hắn chờ ở ngoài cung, hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy cửa cung mở ra, một tiểu hầu bước ra gọi mình vào, tâm tình trên dưới vốn đang thấp thỏm, thoáng được chút trấn an, theo sát qua mấy lớp cửa cung cuối cùng đi đến chỗ Nhiếp Chính Vương làm việc giữa hai lớp thành cung, Văn Lâm Các. Lý Tường Xuân tự mình ra đón dẫn hắn đi vào, đưa đến lan can ngoài điện, ngừng bước, nói: "Nhiếp Chính Vương ở trong ấy chờ Tào Lang." Ôn Tào Lang liên tục khom người nói tạ lão thái giám: "Để Lý Tường Xuân ra ngoài đón mình, đây là cho thể diện cực lớn." Hắn làm quan Tào Lang dưới chức thượng thư, dù cũng có tư cách đứng chầu triều nghị trực tiếp tấu việc, nhưng quản chính chỉ là văn thư việc công không phải là chức vị quan trọng, nên xưa nay chưa hề được gọi đến đây tham dự nghị sự. Hắn nhẹ bước tiến vào, nhìn thấy một gian điện thất bốn góc phía trước, giá sách bày hồ sơ cao thấp lớn nhỏ các loại, một khung chuông đồng hồ, đối diện là lư hương đốt long tiên hương để tỉnh táo lên tinh thần. Hắn biết đây chính là thư phòng làm việc ở Văn Lâm Các của Nhiếp Chính Vương. Dương mắt, quả nhiên thấy y đã ngồi ngay ngắn, như đang chờ mình, lục tục bước nhanh lên hành lễ bái kiến nhiếp chính vương chờ hắn nghỉ, mỉm cười, hỏi. Tào lang tới đây không biết vì chuyện gì. Trước kia, khi nhiếp chính vương vẫn còn là an nhạc vương, vì quan hệ của cha, ôn tào lang làm hầu thị cho thái tử, quan hệ giữa thái tử và an nhạc vương thân thiết nên hắn có thể thường xuyên chạm mặt an nhạc vương. Nếu thái tử cùng tam hoàng đệ ra ngoài dạo chơi đi săn, hắn cũng theo, nên rất quen thuộc, an nhạc vương đối với hắn cũng rất dùng lễ ngộ. Thấm thoát, thiếu niên xưa kia dạo chơi săn bắn giờ đã thành nhiếp chính vương, đầy uy vọng quyền hành, bá quan đều khuất phục. Còn mình, do cha qua đời mấy năm trước, mọi thứ đã là cảnh còn người mất. Xưa kia từng có ảo tưởng không thực tế, giờ nghĩ lại, tất cả đều là mua dây buộc mình, ngu muội bực nào nên sớm tỉnh táo. Hiện giờ chỉ mong người ngồi kia có thể nhớ mấy phần tình thầy cũ cũ củ cha mình mà ra tay giúp đỡ. Lần này, trước khi mở miệng, hắn trực tiếp quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Thúc thần huy gọi hắn dậy, hắn bất động. Vi thần biết, chuyện này tuyệt đối không nên cầu đến chỗ nhiếp chính vương. Chỉ là vi thần nhìn khắp bốn phương, lại chẳng ai có thể giúp đỡ, suy đi tính lại, chỉ còn cách không biết lượng sức mặt dày cầu đến nhiếp chính vương, khẩn cầu điện hạ, mau cứu em gái tôi. Thúc thần huy ngồi nguyên tại chỗ, bất động, chỉ nói. Lệnh muội gặp chuyện gì thế? Đã đến mức này, ôn tào lang còn để ý ra mặt gì nữa, liền nói thẳng ý mình bảo cô em gái tuổi gà chồng của hắn chọn chúng chu ra trong sử thượng sĩ đối phương cũng hết sức vui vẻ hai nhà vốn định kết thân nào ngờ nam khang đại trưởng công chúa chặn ngang giữa đường cho người qua dạm hỏi để con trai bà muốn cưới em mình hắn nhã nhận từ chối vốn tưởng chuyện đã xong qua vài hôm không ngờ người tới chẳng những nhắc lại chuyện cũ còn buông lời ý là nếu dám can đảm khinh thường ý đại trưởng công chúa sau này hãy coi chừng không chỉ thế chu gia kia có lẽ cũng khả năng cũng nhận được lời, đầy sợ hãi, phái người đến thối hôn trong đêm. Xá muội tư chất ngu dốt, sao kham được cưới ái tử đại trưởng công chúa kia? Hiện giờ trên dưới cả nhà thần ngày đêm sợ hãi, vì thần càng như bàng hoàng không tính nổi, thực là vạn bất đắc dĩ mới cả gan cầu đến chỗ nhiếp chính vương điện hạ. Khẩn cầu điện hạ, nể tình xưa của gia phụ, cứu xá muội một mạng. Cả nhà thần kiếp này không thể báo đáp, ngầm cỏ kết vòng, kiếp sau tương báo. Nói xong, hắn lại liên tục dập đầu, phủ phục trên đất. Nhiếp Chính Vương đang ngồi sau khi nghe xong, không nói một từ. Ôn tào Lam nín thở chờ đợi, chẳng nghe ngài ấy nói gì, tuyệt vọng dần dâng trong lòng. Hắn vô vàn hối hận. Ôn Loan em của hắn tài mạo song toàn, cùng với Nhiếp Chính Vương quen biết từ nhỏ. Lúc Trang Thái Phi còn trong cung cũng thích em hắn, thường triệu nàng vào cung. Người ta đồn hai bọn họ thanh mai trúc mã, em gái còn một lòng hâm mộ ngài ấy chuyện này ở ôn gia đã không phải là bí mật gì. Ôn thái phó cha hắn xưa kia từng ký thác hy vọng vào chuyện này, nhưng khi võ đế băng hà minh đế kế vị, mọi chuyện triều đình bắt đầu đặt nặng lên kỳ vương, thái phó liền từ bỏ ý nghĩ. Sau này thái phó bệnh nặng, kỳ vương qua phủ thăm bệnh, lúc rời đi, ông liền khuyên bảo con cái đừng ôm hy vọng vào mối hôn sự nữa, thừa dịp ông vẫn còn, sớm chọn cho ôn loan một mối thích hợp, miễn chậm trễ việc chung thân. Nhưng lúc ấy, ôn tào lang vẫn chưa từ bỏ ý định một là hắn biết em gái một lòng hướng về kỳ vương hai là cho dù không thể trở thành vương phi thì tương lai có là chắc phi với em gái mà nói cũng không phải khi nhục như vậy con bé có thể gả cho người vừa ý mà trong thâm tâm của ôn tào lang mà nói đối với nhà mình cũng rất có lợi cho nên hắn không tuân lời cha sau cha hắn ốm chết em gái giữ đạo hiếu thủ hiếu ba năm ba năm đó triều đình phong vân khuấy động không ngừng xảy ra chuyện lớn, minh đế qua đời, thiếu đế kế vị, kỳ vương thành nhiếp chính vương, cùng với cao vương chống đỡ, một ngày ngày trăm công ngàn việc, gần như trở thành người xa lạ với em gái mình, khi đó ôn tảo lang rốt cuộc cũng dần tỉnh táo lại, hiểu rằng nhiếp chính vương hẳn không có ý với em mình. Nếu không, đã lâu như vậy, nếu có ý đã không thể không có một câu. Cho nên ngay đầu năm ngoái, em gái xả hiếu, hắn liền định làm mai cho em. Hết lần này tới lần khác, lan thái hậu lại trọt một cước liên tiếp triệu em hắn vào cung còn từng trong tối buông lời với hắn ý là bà sẽ hỗ trợ ôn tào lang bán tín bán nghi tâm cụ đã chết lại dục dịch cộng thêm không dám chống đối lan thái hậu cứ thế kéo thêm một năm mãi đến mùa thu năm ngoái sau ngày thọ thần lan thái hậu cao vương chết bất đắc kỳ tử triều đình lại khuyên đào lần nữa hôm đó ôn loan em hắn cũng bảo con bé và nhiếp chính vương là không thể nào bảo người làm anh như hắn chưa ôm ý nghĩ hảo huyền giúp mình tìm một hôn sự khác con bé phải lấy chồng cho nhanh âu đó là tiền căn hậu quả của hôn sự nhà họ ôn ôn tảo lang hối hận mình không nên ôm may mắn trong lòng chưa từ bỏ ý định nảy lòng riêng năm đó không nghe lời cha từ sớm làm hại em gái bây giờ nửa vời giờ đây cuối cùng có thể kết thân không ngờ gặp phiền phức to lớn đến thế nhiếp chính vương thật lâu không lên tiếng hiển nhiên không muốn nhúng tay vào việc này hẳn ngài cũng thầm hoán mấy năm qua ôn ra liên lụy thanh danh mình. Ôn Tào lang tuy có chút lòng riêng, nhưng đối với cô em gái duy nhất của mình cũng đặt nhiều tình cảm. Hiện giờ nơi đây chính là một tia hy vọng cuối cùng của anh ta. Anh ta không ngừng dập đầu. Điện hạ, vi thần đáng chết, tất cả đều là tội của vi thần, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm của vi thần đã liên lụy đến danh dự của điện hạ, nhưng xá muội thật sự vô tội, bị thần đặt lầm chỗ. Thôi đang lúc ôn tào lang khấp huyết dập đầu thời điểm chợt nghe trên đầu truyền đến một thanh âm đánh gãy hắn nhiếp chính vương mở miệng việc này bổn vương nắm gió anh về đi y thản nhiên nói dầu không nói rõ song nếu ngài ấy đã lên tiếng hẳn ý ngài là đã nhận lời chỉ cần ngài ấy chịu ra tay chỗ đại trưởng công chúa tất nhiên không có vấn đề ôn tào lang một lát trước còn giống như thân ở địa ngục giờ phút này lại một lần về tới nhân gian may mắn sau khi cảm kích vạn phần, sợ phiền nhiễu quá mức, lần nữa dập đầu nói cảm ơn về sau, vội vàng lui lại ra ngoài. Ôn tào lang về phía sau, thúc thận huy một người tại văn rừng trong các ngồi hồi lâu. Trược án chi kia minh nến sáng rực thiêu đốt, sáp chảy thỉnh thoảng lăn xuống. Góc điển, chôm để lọt một khắc một khắc dưới mặt đất đi, nến thân cũng một tấc một tấp đốt ngắn, chỉ riêng thời gian dần qua ảm đạm xuống. Lý tường Xuân Hầu hạ bên ngoài khẽ bước tiến vào, mang nến mới đang định thay, chợt nghe Nhiếp Chính Vương nói: "Ông cho người chuẩn bị xe ngựa, đêm nay ta về phủ." Lý Tường Xuân khẽ giật mình, liếc y một cái, thấy y dặn xong liền cúi đầu nâng bút chấm mực, tiếp tục đặt bút lên văn thư trên bàn, đáp vâng, lui ra. Chương 24. Ta đường đường là một nam tử. Người gác cổng Vương phủ biết đêm nay Nhiếp Chính Vương ở lại trong cung, trời tối, chờ Vương phi trở về, chi sự và mấy thị vệ trong phủ cũng về hết bèn đóng cổng nào ngờ hơi muộn chút, có người gõ cửa, vốn tưởng khách không mời mà đến, mấy hôm nay, chỉ riêng chỗ gã đã từ chối không biết bao nhiêu thiếp mời muốn bái phòng nữ tướng quân Vương Phi, ra ngoài xem, thấy đúng là xe ngựa nhiếp chính Vương dừng bên ngoài. Y từ trong cung về phủ, người gác cổng vội vàng mở cửa đón người. Vương Phi về chưa? Thúc Thận Huy vừa vào cửa đã mở miệng hỏi. Bẩm điện hạ, đã về, đã về một lúc. Thúc Thận Huy trực tiếp đi thẳng đi đến phồn chỉ đường lúc này còn chưa tính đã khuya, tầm giờ tuất hai khắc, Khương Hàm Nguyên còn chưa ngủ. Buổi chiều sau khi cô về phòng, đầu tiên là sắp xếp lại mớ hành lý mấy ngày qua nhận mang hộ về cho các binh sĩ, đa số là quần áo mùa đông với giày, sửa soạn xong hết, còn chưa muốn ngủ, bèn đến thư phòng trong nội viện, lấy bút mực giấy nghiên, chọn tự thiếp, muốn viết vài tờ trước khi ngủ. Mặc dù từ nhỏ cô sinh hoạt ở quân doanh, song trước kia, Khương Tổ Vọng luôn ôm suy nghĩ sau này con gái lớn lên có thể quay về cho nên cũng không vì cô đang ở quân doanh mà bỏ mặc không quan tâm. Ngoài việc an bài công mã sư phụ dạy khát vọng học võ công của chính cô, cũng không bỏ qua kinh thư, Khương Tổ Vọng cho trường sử có xuất thân từ tiến sĩ ngũ kinh dạy. Cô thiên tư thông minh, kế thừa thiên phú quân sự của Khương Tổ Vọng, học võ học binh pháp vô cùng có linh khí, có thể suy một ra ba, song chữ của cô, nói thật, từ nhỏ đến lớn, vẫn viết chẳng ra sao cả đây là việc cần hao tốn thời gian đổi lấy cô không đủ thời gian và hứng thú để chia cho việc luyện chữ cho nên nhiều năm qua cũng chỉ loe ngoe quẹt qua phủi lại trong thời gian rảnh rỗi ngồi không trong quân thôi trước kia không quan trọng nhưng mấy năm gần đây với chức vị ngày càng cao trong quân văn thư qua tay cô ngày càng nhiều lòng hiếu thắng vĩnh viễn không chịu thua của cô cũng bắt đầu thúc đẩy cô coi trọng chữ của mình hơn không biết sao chức vị cao cũng cùng ý nghĩa với quân vụ bận rộn càng không có thời gian chừa cho cô luyện vừa vặn bây giờ, ăn no rảnh rỗi, không còn gì bằng để làm. Chữ viết của cô thì chẳng ra hồn, song vẫn có mấy phần biết thưởng thức, trường sử từng dạy cô đọc sách là một tay viết thư pháp đẹp, dạy dỗ cô xong, liền chuốc lấy danh nói thì hay làm thì giờ. Phồn chỉ viện dùng làm tân phòng này, khắp nơi đều có mùi chỗ mới, thư phòng cũng vậy. Có lẽ mới sửa soạn, sách cũng rất mới, nhưng trái lại trùng loại đầy đủ, cũng có thiếp cô muốn. Cô nhìn chúng một bức chữ khác mẫu, xem nội dung giống như là một bia khắc về một vị quan viên nước cao vọng trọng qua đời không có ký tên nhưng không biết sao chữ như dùng thiết họa ngân câu thế bút phiêu giật càng xem càng thích thế là lấy mang về tầm đường đốt nến trên bàn sáng rực hết sức chuyên chú tập viết theo mẫu đã lâu không cầm bút xúc cảm thô giáp nắm cắn bút ba tấc này gian nan hơn cầm đau không biết bao nhiêu chậm rãi viết hai trang khó khăn lắm mới hơi hơi có phần vào đề tự thấy chữ viết cũng có vẻ không tệ hơi hơi hài lòng đang thưởng thức, chợt nghe có người gõ cửa bên ngoài. Cô tưởng thị nữ muốn tới hỏi mình ăn khuya, hô. Không đói, không cần chuẩn bị ăn khuya. Tiếng gõ cửa ngừng lại, nhưng rất nhanh lại vang lên. Là ta, một giọng nam tử truyền vào trong tai. Khương Hàm Nguyên dừng lại, quay mặt nhìn ra cửa, hơi cảm thấy mất hứng, tâm tình một lát trước mất sạch. Là y? Sao đột nhiên y lại về? Không phải nói rõ sắp đại triều nghị? tối nay muốn qua đêm trong hoàng cung à. Cô đành đứng dậy, mắt nhìn bàn, quay lại thu dọn mớ tự thiếp cực nhanh, cầm sách khác đè lên rồi mới đi mở cửa. Thuốc thận huy vào phòng, đóng cửa, chậm rãi xoay qua. Khương Hàm Nguyên cũng không hỏi sao đột nhiên y quay về, chỉ hơi gật đầu, nói ta đi ngủ, rồi định đi đến giường mỹ nhân, lại nghe y gọi giật. Khương Thị Khương Hàm Nguyên dừng lại, ngó qua. Y bước tới cô mấy bước, nhưng lại thoáng do dự, dừng lại. Vừa rồi ta vào đến, nghe Trương Bảo nói, hôm nay tất cả thư, nàng đã đưa xong. Y nói, giọng bắt chuyện. Khương Hàm Nguyên vâng. Thật sự vất vả cho nàng, quân tốt trong thanh mộc doanh chắc hẳn hết sức ủng hộ nàng. Điện Hà có gì muốn nói, cứ nói thẳng là được. Y không cần nhìn trái nhìn phải mà nói, chụp mũ cao cho cô. Y ho một tiếng. Là vậy, mấy hôm tới là thọ thần của hiền vương lão vương phi, đến trường đó hiền vương phủ sẽ tổ chức thọ yến chúc mừng cho lão vương phi ta biết nàng không thích xã giao quan hệ khác không đi cũng được song hiền vương là hoàng bá phụ lão vương phi cũng luôn thân thiết cho nên đến lúc đó nếu nàng có thể đi tốt nhất hãy đi một chuyến hiểu rồi khương hàm nguyên đáp đến trường đó ta sẽ đi y nhìn cô nở nụ cười đa tà thông cảm khương hàm nguyên gật đầu quay người định đi khương thị y lại gọi giật dường như cuối cùng y đã hạ quyết tâm nàng biết ôn tiết ôn ra chứ y hỏi khương hàm nguyên nhìn y không trả lời không gật cũng không lắc y tiếp tục nói ôn tiết là thái phó trước đây của ta ông ấy có một cô con gái tên là ôn loan hôm nay anh trưởng của nàng ấy tìm đến gặp ta ôn ra gặp chút phiền phức hy vọng ta có thể giúp đỡ là con gái ôn ra gần đây bàn chuyện cưới hôn sự bị ngăn trở đúng không khương hàm nguyên nói thẳng Y khẽ giật mình. Nàng cũng biết rồi, Trương Bảo có kể. Y gật nhẹ. Phải, vì thái phó mà ta, quả thật có chút ngọn nguồn với ôn gia, lúc thiếu niên cũng từng qua lại nhiều. Bây giờ dù thái phó đã qua đời, song chuyện này đã cầu đến trước mặt ta, về tình về lý, ta cũng không thể ngồi yên không màng. Đêm nay về đây là muốn báo chuyện này cho nàng trước. Y ngừng đoạn, giọng chậm dần, như đang cân nhắc từ ngữ ta biết cho đến giờ bên ngoài vẫn còn đồn đãi liên quan đến ta và con gái ôn ra, có thể nàng cũng đã có lúc nghe thấy, ta cũng không có ý chối, tất cả đều là khuyết điểm của ta. Nhưng mà, hiện giờ ta đã lấy nàng, nàng đã là vợ ta. Lần trước ta nói, ta sẽ kính nàng, tuyệt đối không phải nói ngoa. Lần này ta muốn giúp đỡ. Tuy là từ lòng riêng nhưng tuyệt đối không phải từ dị tâm, cũng không phải bất kính với nàng, nàng chớ nên hiểu lầm. Khương Hàm Nguyên ngắt lời. Ta có gì mà hiểu lầm, người nhà họ ôn đã cầu đến trước mặt ngài, là đã cùng đường mặt lộ, ngài bảo vệ, là đương nhiên. Nếu ngài đây mặc kệ thì còn gì là con người, ở đây giải thích với ta làm gì, còn không mau đi, con gái ôn ra đã đủ không dễ dàng, lẽ nào phải chờ xảy ra chuyện lớn, một cô gái cứ thế bị hủy hoại cả đời sao. Có lẽ Thúc Thận Huy không ngờ cô sẽ phản ứng như thế, thoạt đầu thoáng kinh ngạc, rất nhanh, y nhìn ra, lời cô không phải mượn về đối với con gái ôn ra cô không những không hề có khúc mắc nói ra còn như có rất nhiều thiện cảm che chở. Thúc thận huy dù không rõ cho lắm, song giờ phút này y như chút được gánh nặng, gật đầu. Đa tạ nàng đã thấu hiểu, vậy ta đi. Y xoay người vội vàng định đi, Khương Hàm Nguyên đưa mắt nhìn bóng lưng y, bỗng gọi lại. Chờ một chút. Thúc thận huy quay đầu. Điện Hà định giúp thế nào? Ôn ra cũng không phải thân thiết với ta, liên quan đến chuyện hôn nhân, nói thật, ta cũng không tiện trực tiếp nhúng tay. Có điều, ta biết gá con của đại trưởng công chúa từng phạm không ít chuyện trong quá khứ. Năm ngoái vào quốc tang của tiên đế còn lén sông vào Hoàng Lâm đi săn, ngự sử đương thời định tham tấu, có thể lớn có thể nhỏ, ta không muốn nhiều chuyện bèn ép xuống. Giờ cho người lật lại truy cứu chuyện cũ trị tội, dĩ nhiên đại trưởng công chúa cũng sẽ hiểu. Khương Hàm Nguyên nói, biện pháp này không tệ, xong, ta cũng có một ý tưởng, có thể đưa Điện Hạ tham khảo. Nàng nói đi, Điện Hà có nghĩ tới việc lấy nàng ấy làm chắc phi không? Như thế, sau này sẽ không còn phiền phức. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối không phải thăm dò mà là chân tâm thật ý. Nếu con gái ôn ra vào đến, ta tuyệt đối không so đo. Thúc thần Huy khẽ giật mình, nhìn cô, quả quyết lắc đầu. Ta không có ý này, cách này cũng không phải kết cục tốt nhất cho nàng ấy. Nên buông thì buông, huống chi đã sớm vật đổi sao rời. Bây giờ y há sẽ vì muốn đền bù mà lại làm chuyện ngu xuẩn mức đó từ việc không đâu. Dẫu cho là thật như lời nàng, nàng không so đo, nhưng trong mắt người ngoài, khác nào làm nhục vợ mới cưới. Y nói xong, thấy cô nhìn mình, sắc mặt như mơ hồ thương hại, nhịn không được nhíu mày. "Khương thị, nàng nhìn ta thế làm gì? Hẳn là nàng không tin?" Khương Hàm Nguyên thu ánh mắt, tiếp tục nói, "Vậy ta còn một cách khác." hẳn là hiền vương vương phi không e ngại đại trưởng công chúa đâu nhỉ. Sao không mời vương phi nhận con gái ôn ra làm con, như thế, vương phi làm chủ, đương nhiên, đại trưởng công chúa cũng tự nhiên biết khó mà lui. Không chỉ thế, con gái ôn ra có thân phận bậc ấy, về sau cũng như có bùa hộ thân, trong kinh sẽ không bị coi như là con côi, chịu khinh thường, im lặng nhẫn nhịn. Thúc thần huy nghe xong, chợt ổn định lại. Nói thật, khi còn thiếu niên đúng là y từng có hào cảm với con gái ôn ra một cô gái dịu dàng kiều hoa ai mà không thích, nhưng mà, một khi con người đã lấy nước làm nhà, vai gánh giang sơn, bèn không còn lựa chọn, tất nhiên phải vứt bỏ mọi tư dục đi ngược tất cả. Y biết ôn ra vẫn còn gửi gắm hy vọng con gái vào mình, sợ lỡ giờ đối phương, đã mượn cơ hội thăm bệnh năm đó huyền truyền nói riêng với thay phó, sau này ngày đại hỷ loan nương chắc chắn Y sẽ dùng lễ huynh trường làm lễ gả. Từ đó về sau, với Y, người ôn ra hoàn toàn nhạt phai khỏi thế giới của mình song y không ngờ Loan Nương vẫn luôn lầm tưởng. Hôm đó ở Hộ Quốc Tự, sau nhiều năm, y đã đối thoại thẳng thắn một lần với bạn cũ thổ nhỏ, dĩ nhiên từ ấy nấy mà đảm trách an ủi, để bảo toàn thể diện nàng uổng phí thời gian mà há chẳng phải cũng chôn cất hoàn toàn tự do và thẳng thắn thời niên thiếu của mình sao. Lấy hôn nhân ra giao dịch, đổi lấy ủng hộ tuyệt đối của quân đội, đương nhiên đáng khinh nhưng y sẽ không hối hận. Người như y vì xuất thân lại lựa chọn vì nước, tất yếu sẽ có lúc ngay cả tính mạng của y cũng có thể đem lên thành quả cân, huống chi chỉ là hôn nhân hay tình cảm. Nhưng trong tích tắc, khi y nghe người vợ có được từ cuộc hôn nhân này, nữ tướng quân Khương gia nói ra lời ấy, tâm trạng của y vẫn từ từ nảy ra cảm động và chút ít kinh ngạc, thậm chí còn có phần hơi cảm kích. Trùng hợp vô cùng, thật ra cách đầu tiên y nghĩ đến cũng giống như cô nói, để lão Vương Phi nhận ôn loan làm con gái nuôi. Mặc cho y có từng có chỗ ám chỉ hay không, ôn loan vẫn đúng là lỡ làng vì y điểm này y không thể trốn tránh trách nhiệm an bài thế này cũng coi là đền bù ít nhiều cho ôn ra có điều ý nghĩ này rất nhanh bị y bác bỏ thật ra y có phần cố kỵ cho rằng nếu quá cất nhắc ôn loan sẽ chọc hương nữ không vui nên lui lại mà cầu việc khác suy nghĩ cách khác y thật không ngờ nàng ấy nghĩ trung hướng với mình chịu suy nghĩ cho con gái ôn ra y chăm chú nhìn cô một lát không nói một lời Khương Hàm Nguyên thấy y nhìn mà không nói gì, vẻ mặt có vẻ hơi quái lạ, bèn nói. Ngài nhìn ta làm gì? Nếu cách này ngài thấy ổn thỏa thì đi xử lý đi. Thúc thận Huy chợt tỉnh táo lại, quay đầu mở cửa vội vàng đi. Khương Hàm Nguyên nhìn bóng lưng y đi, đứng tại chỗ, từ từ ngây ra, bỗng thở dài ra một hơi, lắc lắc đầu, như lắc đi mọi tạp niệm, nhặt về tâm tình ban nãy mới bị đứt quáng, quay lại bàn ngồi xuống, lôi giấy bút dấu ở đấy tiếp tục chịu khó viết thiếp vừa viết vài chữ đột nhiên cùng với một chàng bước chân dồn dập cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy cửa bị đẩy ra thúc thận huy bước vào nhìn trái nhìn phải thấy cô bước nhanh đến khương hàm nguyên giật nảy mình cũng không muốn để y nhìn thấy chữ của mình một tay lấy giấy chặn lên đứng lên sao ngài quay lại có chuyện gì dáng vẻ cô không quá vui y thoáng lia mắt qua bàn sách lập tức nhìn cô không có gì chỉ là nhớ ra ban nãy ta chưa tạ ơn nàng. Khương thị, đa tạ nàng. Y trịnh trọng nói, khóe mắt nhanh liếc qua giấy bút trên bàn, bỏ cô sang một bên. Tim Khương hàm nguyên còn đập thình thịch, chăm chăm nhìn Y bước ra, thấy Y ra tới cửa, lại như nghĩ tới chuyện gì, quay lại ngó mình một chút, quay lại nữa. Điện Hà còn có việc à? Khương Hàm Nguyên lo cho chữ mình, thật sự có phần mất kiên nhẫn. Khương Thị Y nhìn chiếc giường mỹ nhân, dùng giọng thương lượng nói nếu không, nàng cứ ngủ bên trong kia đi. Ta đường đường một nam tử, há có thể để nàng ngủ ở bên ngoài, truyền ra ngoài người ta nhìn ta thế nào? Hay là, nếu ta không ở nhà, một mình nàng cứ vào kia ngủ, chẳng phải cũng thế? Y nói, thấy cô từ đầu đến cuối không phản ứng, chỉ dùng ánh mắt như chứa khinh thường nhìn mình chằm chằm, ngừng lại. Thôi thôi, ta nói cũng nói rồi, tùy ý nàng đi. Ta đi. Y phủi tay, mang theo mấy phần hậm hực xoay đi. Khương Hàm Nguyên theo tới ngoài cửa, nhìn bóng y biến mất ngoài cửa viện, này là đi thật, đóng cửa, tiện tay cài then cửa luôn. chương 25, theo luật xử lý là được. Mấy ngày sau, một tin tức truyền ra. Hiền vương vương phi xưa này yêu mến ôn loan con gái thái phó ôn tiết quá cố, thừa dịp mùng 8 tháng này mừng thọ thần, chuyện hỷ thành đôi, nhận nàng làm con gái nuôi. Không chỉ thế, còn một tin vui khác, đó chính là hôn sự của ôn loan, Nghe nói mấy năm trước, lúc nàng còn giữ đạo hiếu, ôn gia và chu gia nội sử thượng sĩ đã hướng về nhau, giờ chuẩn bị đầy đủ, chính thức hỏi cưới, lão vương phi tiện thể làm chủ hôn, hai nhà chính thức kết thân, thời gian cũng định, rèn sát khi còn nóng, ngay ba tháng sau. Lần này, rốt cuộc không ai dám ở sau lưng xào xáo về ôn gia, xe ngựa trước cửa ôn gia trước kia thưa thớt cũng náo nhiệt trở lại. Còn ngày thọ hiền vương lão vương phi, là chuyện đại sự các quý phụ thành Trường An gần đây chú ý nhất. Sở dĩ khiến người chú ý, một là sắp xếp vì địa vị của Hiền Vương Lão Vương Phi, nghe nói đến trường đó đương kim thiếu đế cũng sẽ tự mình xuất cung qua phủ chúc thọ, vinh dự ấy là số một trong thành Trường An. Một nguyên nhân khác là nghe nói vị nữ tướng quân nhiếp chính Vương Phi từng từ chối hết mọi qua lại xã giao kia, cùng ngày cũng sẽ qua chúc thọ Lão Vương Phi. Đây là đương nhiên. Bây giờ ngoài đám tiểu dân trên phố vô tri vô giác. Nhóm quý phụ thành Trường An không ai dám nhắc đến tin đồn về nữ tướng quân xưa kia. Đều là chuyện xưa sửa rồi, nên lật qua, câu chuyện nóng nhất liên quan tới nữ tướng quân chính là ngay sau hôm tân hôn, ngài ấy vào cung yết kiến đồn ý thái hoàng thái phi, cho Nam Khang đại trưởng công chúa một màn phủ đầu trước chúng. Chuyện xôn xao này ai nấy đều biết. Đại trưởng công chúa đương nhiên có địa vị tôn quý mặt mũi cực kỳ lớn, nhưng trong thành Trường An đúng là không ưa bà cũng nhiều. Qua nhiều năm, cuối cùng nhìn thấy bà bị mất mặt, còn không bằng mặt trời mọc từ hướng Tây. Không chỉ thế, còn có một chuyện, ngài ấy chẳng những tính cách mạnh mẽ hung hãn, bề ngoài còn xinh đẹp, bóc nhiếp chính vương trong lòng bàn tay, nhiếp chính vương đối với ngài ấy cúm núm, ngoan ngoãn. Tin đồn bay đầy trời, lòng hiếu kỳ cả đám đối với nữ tướng quân vương phi càng thêm hừng hực, ai cũng muốn có dịp ngó người gần một chút. Ngày mùng 8 vô số người mong đợi, rốt cục đã đến. Sáng sớm, nhiếp chính vương thúc thận huy còn ở trong hoàng cung buổi sáng y vẫn xử lý việc cùng người buổi chiều sẽ quay về cùng vương phi đi hiền vương phủ trúc thọ bận rộn cả buổi trong tay còn lại một chuyện cuối cùng đại lý tự đem hình án thẩm kết của một nhóm tử hình gần đây trình báo hình bộ hình bộ duyệt lại lại báo bên trung thư bởi liên lụy tử hình mạng người liên can trọng đại như thường lệ bước cuối cùng là đưa ra hoàng đế phê chuẩn hiện giờ nhiếp chính vương nhiếp chính, dĩ nhiên là đưa cho y. Trung thư lệnh phương thanh trình hồ sơ lên xong lùi sang một bên chờ, chuẩn bị chờ hỏi. Thúc thận huy đưa hồ sơ qua thiếu đế, dạy cậu cẩn thận duyệt lại. Thuốc tiền lại một lòng nghĩ đến chuyện hôm nay xuất cung, bên ngoài chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng, mông cậu lại như đóng đinh trên ghế nửa ngày, sớm ngồi không yên, đâu còn tâm tư lên chuyện này, chỉ không dám biểu lộ quá mức, nhận lấy, qua loa ngó mấy lần, đang muốn quăng đại, Bỗng. Ồ, lên, hứng thú, nhìn kỹ một lúc, nở nụ cười hắc hắc. Thấy Thúc Thận Huy liếc mắt đến, cậu đẩy hồ sơ trong tay qua. "Tam hoàng thúc mau xem, hòa thượng hộ quốc tự Thông Dâm. Lần trước thọ thần của mẫu hậu đi chùa, ta thấy trong đó hòa thượng ai nấy hiền lành, sao cũng lục căn không tịnh, làm ra chuyện như thế?" Thúc Thận Huy nhận lấy, xem mấy lần. Tình tiết vụ án nói là một hòa thượng hộ quốc tự cùng một phụ nữ đàng hoàng Thông Dâm theo lời khai, hòa thượng âm long dị cự, đằng gái quyết một lòng muốn làm vợ chồng lâu dài, đã độc chết người chồng, cả hai đều bị phán quyết tử hình. Nhưng hòa thượng kêu oan, thưa mình chỉ thông dâm, chưa hề xúi dục giết người. Án tình bị đình trệ một lần, sau lại cha ra, thì ra không chỉ một phụ nữ này, mấy năm nay hòa thượng từng có quan hệ thông dâm nhiều hơn 13, bà, trong đó không ít phu nhân có mặt mũi ở Trường An, đa số là người cấp dưỡng cho chùa. Bởi hòa thượng này tinh thông kỳ kỹ, làm đông đảo các bà sùng bái hắn không thôi, xưng là Phật sống, tự cống hiến lượng lớn tài vật cấp cho hòa thượng này tiêu xài. Trung thư lệnh, hòa thượng này giờ đang ở đâu thế? Chấm đi ngó một chút, rốt cuộc có pháp gì lợi hại vậy? Thiếu đế nhìn chằm chằm vào một đoạn miêu tả. Âm long dị cử? Kia trong hồ sơ, ngẩng lên, tràn đầy phấn khởi hỏi Phương Thanh. Mặt Phương Thanh lộ vẻ khó xử, hàm hàm hồ hồ nói câu bắt giam đợi trảm, liền ngó nhiếp chính vương, bổ sung qua xét duyệt tam ti cho rằng bài hoại phong tục ảnh hưởng cực ác liệt vì mắt thấy tai nghe cuối cùng cũng phán tử hình lại thêm một bậc tội nên chém ngang lưng án này phải trang phán quá nặng xin bệ hạ và nhiếp chính vương duyệt lại phương thanh nói xong đã thấy ngài cầm hồ sơ trong tay ánh mắt như tập trung ngẩn ra nghĩ ngợi điều gì liền ho một tiếng nhắc nhở không biết vì sao thúc thần huy vừa nhìn thấy vụ án này lập tức từ hòa thượng này liên tưởng đến một hòa thượng khác trong lòng nhịn không được cực kỳ ghét bỏ, bị một tiếng khụ của trung thư lệnh gọi tỉnh táo lại, quay đầu, thấy thiếu đế đầy vẻ hiếu kỳ không thôi, liền ném hồ sơ thụ lý xuống, lạnh lùng nói. Yêu tăng như thế, vào phận môn, không ngoan ngoán niệm kinh, làm bẩn nơi tịnh địa, tai họa nhà lành, ảnh hưởng rất không tốt, về thân phận mà nói càng là đáng hận. Chiếu luật lệ xử lý là được, tam ti phán quyết không sai. Thiếu đế trộm thẻ lưỡi, lập tức bỏ đi suy nghĩ muốn đi mở mắt. Thật ra trong đàm án phạt tử hình đều là đại tội phạm đến nhân mạng, không ít cùng hung cực ác, chưa xét đến sức ảnh hưởng của đồn đãi. So ra, tội ác của hòa thượng này xem như còn nhẹ, chí ít nhìn công khai, các bà đều là cam tâm tình nguyện. Cũng không biết sao Tam Hoàng Thúc lại đặc biệt chán ghét tên hòa thượng này, môn từ nghiêm khắc. Vâng, nhiếp chính vương nói cực phải. Phương Thanh đáp. Bệ hạ, cũng không còn lại nhiều, xem ký xong, bệ hạ có thể chuẩn bị xuất cung, đi chúc thọ hiền vương phi thuốc thận huy nhắc nhở thiếu đế thuốc tiền ừ đáp lại lên tinh thần duyệt tố quyền toàn bộ xem xong đồng ấn giám trả lại cho trung thư lệnh công chuyện sáng nay rốt cục hoàn thành xong tam hoàng thúc ta chuẩn bị đi phương thanh vừa đi thúc tiền vụt đứng lên thấy y gật đầu co càng ra ngự thư phòng đi cực nhanh thuốc thận huy về văn lâm các thu dọn đồ đạc ngạc nhiên thấy trần luân ở đó đợi mình người anh ta cưới là con gái út của Hiền Vương Vĩnh Thái Công Chúa, hôm nay là ngày thọ Hiền Vương Lão Vương Phi, thân là con rể dĩ nhiên muốn ra chút lực, thúc thận huy liền thả anh ta về sớm, thấy anh giờ này còn ở đây, bèn hỏi chuyện gì. Trần Luân chào y xong, mặt lộ vẻ khó xử, như có chuyện khó mở lời. Thúc thận huy với anh ta quen biết nhiều năm, lúc niên thiếu gần gũi đến mức ngủ cùng giường tắm cùng ao gọi nhau bằng tên chữ, mấy năm này dù quan hệ địa vị mà Trần Luân cần tù lễ tiết, giữa hai người không còn thời niên thiếu tỷ, nhưng quan hệ vẫn còn, sao thúc thận huy không nhìn ra anh ta có chuyện, bèn cho mọi người lùi xuống. Tử tính, cậu có chuyện gì cứ việc nói, trước mặt không có ai cả. Thúc thận huy cười nói. Lúc này Trần Luân mới nói ý đồ đến đây, rằng quãng thời gian trước vì việc công quá bận rộn, anh ta thường xuyên không về ngủ đêm, trực tiếp ngủ ở nha môn, kết quả công chúa hiểu lầm, cho là anh ta có đàn bà bên ngoài, đại náo một trận với chồng mặt anh ta lộ vẻ xấu hổ. trách ta thực sự vô năng, Vinh Thái còn muốn bá đạo hơn cả cọ cái, nói đông không cho ta tây. ngày thường ta đã để nàng chèn ép khắp trốn rồi, giờ nàng còn ồn ào quậy một trận, ta không thể làm gì hơn là nhận lỗi, vất vả lắm cuối cùng mới dỗ xong. ta muốn thừa dịp này đưa nàng ấy đi ôn tuyển dịch vài hôm, chuyện nha môn ta cũng sắp xếp xong xuôi, mới đến chỗ ngài xin nghỉ mấy ngày. Thúc Thận Huy rất kinh ngạc. Đường Tỷ Sao Vĩnh Thái công chúa là con gái vợ chồng Hiền Vương có được ở tuổi đã trung niên, nên có phần nuông chiều, song bình thường cũng chỉ hoạt bát hơn các cô gái bình thường vài phần, tuyệt đối không ngờ đóng cửa lại hung hãn thế. Y nhìn người bạn tốt của mình bên ngoài cũng là oai phong đầy mình người người tính trọng, chợt phát hiện thái dương anh ta có dấu như vết móng tay cào còn chưa mờ, hẳn là Vĩnh Thái công chúa để lại. Vốn tưởng mỗi mình mình vô dụng nhất, nào ngờ, Trần Luân cũng chẳng tốt hơn là bao gặp cùng cảnh ngộ, Thúc Thận Huy bỗng thấy tâm tình thật tốt, nín cười, gật đầu. Được, chuyện nhà làm trọng, không đắc tội cọp mẹ được. Cho phép anh nghỉ ba hôm. Trần Luân đầy mừng rỡ, tạ ơn luôn miệng. Vĩnh Thái điêu ngoa thế, anh rõ thế nào? Tặng mấy món đồ phụ nữ thích hả? Thúc Thận Huy bỗng nảy ý, thuận miệng hỏi. Trần Luân không nói, Thúc Thận Huy cười nói. Sao hả? Đến cùng tặng bảo bối gì hả? Không thể nói à. Trần Luân ho khan. Cũng không có gì, thì đóng cửa ở nhà, ở bên nàng ấy thêm chút. Thúc thận huy thoạt đầu chưa thông, chợt thấy mặt anh ta ẩn hiện vẻ đắc ý, quen biết nhiều năm, lập tức hiểu luôn, chỉ anh ta ha ha. Trách ta, ngày thường bắt anh làm quá nhiều chuyện, công chúa thấy ta e là muốn chửi. Trần Luân vội nói. Nàng dám, chuyện lông gà vỏ tỏi vợ chồng ta thật để nhiếp chính vương chê cười rồi. Thúc thận huy thu trò đùa, hỏi muốn đi chỗ suối nóng nào, biết anh ta định đi một biệt viện của Trần Gia bèn nói. Anh đưa công chúa đi tiên tuyển cung được đấy. Tiên tuyển cung là tòa ngự uyển năm đó võ đế ban thưởng mẫu phi y, trong có một giải suối nước nóng, số một xung quanh trường an, vườn ngự uyển bám suối nước nóng mà lên cao, đình đài lầu các giống như tiên cảnh. Vĩnh Thái công chúa vốn muốn đi nơi đó, bảo sẽ tự mình đi hỏi ông anh nhiếp chính vương, Trần Luân lại sợ đi qua giới hạn mười sùng, chết sống chặn không cho nàng đến, nghe nhiếp chính vương lên tiếng vậy, đương nhiên mừng rỡ nhưng còn trần trừ chưa, chưa dám nhận vụ này e là không ổn thúc thận huy nói có gì không ổn đằng nào cũng bỏ không các người cứ tới ở đi trần luân cũng không khách khí chắp tay tạ ơn thúc thận huy thu dọn một chút thấy thời gian cũng không còn nhiều bèn đi cùng anh ta ra cung lúc ngang qua gần thái y viện thái y lệnh và mấy y quan đang từ đối diện đi tới nhìn thấy hai người bước lên hành lễ sau đó chia tay tiếp tục đi đường mình Trần Luân đã trễ, vội vã xuất cung, càng đi càng nhanh, thấy y càng đi càng chậm, dần dần bị rớt lại phía sau, bèn chậm lại, thấy y ngừng lại. Từ tính, hay anh đi trước, ta chợt nhớ có chuyện còn chưa xử lý, ta quay về làm tí, rồi hồi phụ đón Vương Phi. Đương nhiên Trần Luân chẳng hỏi chuyện gì, lập tức gật đầu. Được, đêm gặp, thần đi trước, điện hạ đi từ từ. Thúc Thận Huy đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Trần Luân vội vàng rời đi, quay lại, nhìn hướng Thái Y viện, bước vào. Thái Y lệnh đang dẫn Trung Y quan ai bận việc nấy, thấy Y tới, đều đến bái kiến. Ta không có việc gì, chỉ là định sau này rảnh rỗi, biên soạn một bộ sách tổng hợp các loại thuốc, vừa vặn giờ đang rảnh, đến tra sách thuốc. Sự kia nhiếp chính vương có rất nhiều sở thích, ngài thích thư pháp, thủ công vàng đá chuyện khắc, giờ đột phát ý tưởng muốn biên soạn sách thuốc đương nhiên là chuyện tốt. Thái y lệnh tự mình dẫn y vào tàng thư thất, bảo toàn bộ sách thuốc đều phân loại cất chữ đại phương khoa sao tiểu phương khoa sao phụ nhân khoa dưỡng sinh các loại không thiếu chỗ nào ngài muốn gì cứ theo loại mà cha là được sao phân loại theo trung y cổ đại nhiếp chính vương bảo thái y lệnh cứ đi làm việc mình không cần theo cùng một mình ở trong tàng thư thất chừng nửa canh giờ lúc đi ra nhẹ chân trực tiếp ra cửa cung về phủ nhiếp chính vương phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn